Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn con hỏa diễm phượng hoàng trên đỉnh đầu Mai Thi Dĩnh mà nở nụ cười. Anh biết vấn đề trong cơ thể Mai Thi Dĩnh đã được giải quyết, cô thành công dung nạp sức mạnh của huyết mạch thần phượng cho bản thân sử dụng. Từ nay về sau Mai Thi Dĩnh không bao giờ sợ sẽ bị sức mạnh huyết mạch nuốt chửng nữa, ngược lại theo tu vi ngày càng nâng cao, sức mạnh của huyết mạch thần phượng dung hợp với cô sẽ càng ngày càng mạnh. Mai Thi Dĩnh thế này mới thật sự là dung hợp huyết mạch, hơn nữa Dương Bách Xuyên đã truyền thụ công pháp khống chế lửa cho cô, sau này tu vi của cô sẽ đột ngột tăng mạnh tiến triển cực nhanh trong tu luyện hệ hỏa. Dương Bách Xuyên đứng một bên nhìn Mai Thi Dĩnh, từ rất xa cũng có thể cảm giác được uy lực ngọn lửa thần phượng trên người cô cực lớn, dù sao mạnh hơn chân hỏa của anh không biết bao nhiêu cấp bậc, trong lòng Dương Bách Xuyên mơ hồ có chút hâm mộ. Trong tấn công nếu có ngọn lửa thần phượng như của Mai Thi Dĩnh thì có thể đứng ở thế bất bại trong cùng cấp bậc. Anh thầm hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, lão già, sau này chân hỏa của con có thể tăng phẩm cấp hay không? Tất nhiên là được, bản thân chân hỏa đã là sức mạnh bản thân, theo tu vi của con tăng thì lên uy lực của chân hỏa cũng sẽ tăng lên. Có điều muốn hơn người thì con nhất định phải dung hợp cắn nuốt dị hỏa thiên địa, như vậy chân hỏa của con mới có thể càng ngày càng lớn mạnh. Dị hỏa thiên địa, cái này lần trước người đã từng nói rồi, xem ra con phải tiếp tục cố gắng mới được. Nói nhảm, bây giờ con còn chưa đạt tới kim đan, đặt ở thế giới này của các con thì tu vi trúc cơ kỳ của con hoàn toàn không tệ lắm, nhưng tu vi trúc cơ kỳ ở tu chân giới, ta chỉ có thể nói cho con biết, chỉ là một nhân vật hầu bàn thôi. Vi sư dám nói cho dù là ở sơn hải giới này của các con thì trúc cơ kỳ cũng mới là cấp độ nhập môn. Vì vậy thằng nhóc con không được tự mãn. Giống như con bé dung hợp huyết mạch thần phượng trước mắt này vậy, bây giờ nó không hề yếu hơn con, chút tu vi ấy của con chỉ đủ đùa giỡn uy phong trong vòng tròn võ cổ giả thôi, còn kém xa lắm đấy. Con đường tu chân mênh mông như có như không, đẳng cấp cảnh giới nhiều như khói, vĩnh viễn không có điểm cuối. Nếu con không chăm chỉ tu luyện thì chừng nào vi sư mới có thể trở về tu chân giới? Chừng nào mới có thể đúc lại tiên thể trở về tu chân giới? Vi sư tràn đầy kỳ vọng vào con, thằng nhóc con tuyệt đối đừng làm vi sư thất vọng. Đợi sau này trở về tu chân giới, vi sư sẽ cho con tất cả những gì mà con muốn. Cho dù con muốn làm hoàng đế, có người đẹp giang sơn, hậu cung ngàn vạn giai lệ cũng có thể đạt được mong muốn. Thằng nhóc con tiếp tục cố gắng đi, con vĩnh viễn đừng quên con là đồ đệ của Vân Thiên Tà ta, mục tiêu tương lai của con là biển sao mênh mông. Bây giờ tiểu thế giới này của các con xem như đưa cho con làm đá mài dao, lần này sau khi trở về cố gắng sớm ngày thành đan, bước tiếp theo con nghĩ cách trở về sơn hải giới trước. Giới võ cổ trái đất đã không thích hợp cho con rèn luyện nữa rồi. Con, Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười với lời nói của sư phụ, anh biết lão già nói cái gì mà hậu cung giai lệ các thứ đều là đang khích lệ, nhưng anh trong lòng vẫn rất thích nghe. Dương Bách Xuyên khụ khụ mấy tiếng nói, lão già, vì người, con quyết định chăm chỉ tu luyện, sớm ngày tới tu chân giới. Vi sư còn không biết ý đồ của con à, còn là vì hậu cung giai lệ ngàn vạn ở tu chân giới thì có. Lão già đáng chết, không nói lời thật sẽ chết à. Dối trá. Người mới dối trá, lại vẽ bánh nướng cho con. Vi sư đâu có nói dối. Ai biết được. Sư đồ hai người đấu võ mồm với nhau. Qua chừng một tiếng. Phượng Hoàng lửa trên đầu Mai Thi Dĩnh kêu một tiếng, lập tức theo đỉnh đầu của cô tiến vào cơ thể rồi biến mất, ngọn lửa toàn thân cũng tắt dần. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy Mai Thi Dĩnh mở mắt ra, sâu trong con ngươi lóe lên một đóa hoa lửa đỏ thẫm rồi biến mất. Mai Thi Dĩnh vừa mở mắt đã thấy ánh mắt quan tâm của Dương Bách Xuyên. Dĩnh Nhi, sao rồi? Dương Bách Xuyên biết tám phần là vấn đề huyết mạch thần phượng của cô đã được giải quyết. Nhưng xuất phát từ lòng quan tâm vẫn hỏi một câu. Mai Thi Dĩnh đứng dậy khom người thật sâu với Dương Bách Xuyên, cảm ơn anh Dương ban công pháp ban đan dược, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể tôi đã không sao nữa, Thi Dĩnh không thể báo đáp. Trong lúc nói chuyện Mai Thi Dĩnh khom người thật sâu với Dương Bách Xuyên. Đừng, tôi và chị gái cô là bạn, cô ấy lại bị tôi liên lụy. Tôi giúp cô là việc nên làm, chỉ cần có thể giúp cô là được rồi. Trong lòng tôi cũng có thể dễ chịu một chút, mau đứng lên đi. Dương Bách Xuyên nói rồi đỡ Mai Thi Dĩnh dậy. Mà trong lòng Mai Thi Dĩnh lại vô cùng kích động và cảm động. Vấn đề huyết mạch trong cơ thể cô là vấn đề bẩm sinh,
từ nhỏ đã có, mỗi lần huyết mạch tái phát cô đều sống không bằng chết. Nhưng hiện tại chẳng những cô đã hoàn toàn dung hợp sức mạnh huyết mạch mà còn nhận được truyền thừa nào đó, đối với cô mà nói quả thật là một bước lên trời. Vốn dĩ cô cho rằng cô không sống quá 3 năm, nhưng bây giờ lại là một bước lên mây. Mọi thứ đều là ơn tái tạo Dương Bách Xuyên cho cô. Quả thật trước kia vì cái chết của chị gái mà trong lòng cô cũng hận Dương Bách Xuyên, nhưng sau khi nghĩ thông, cô cũng biết đó không phải là lỗi của Dương Bách Xuyên, sau khi bị Diệu M sư tổ răn dậy thì trong lòng cô đã bình thường trở lại. Cô không còn tiếp tục oán hận Dương Bách Xuyên nữa. Bất kể là đan dược hay công pháp mà Dương Bách Xuyên cho, Mai Thị Dĩnh đều biết tuyệt đối là đỉnh cấp, cho dù là sư môn của cô Nga Mi Thân là một trong 8 tông môn lớn cổ xưa cũng không có các loại công pháp như vậy, chớ nói chi là đan dược. Mai Thị Dĩnh biết vì chữa trị vấn đề huyết mạch cho cô mà Dương Bách Xuyên đã bỏ hết vốn liếng. Mặc dù trong lòng Dương Bách Xuyên anh làm vậy đều là vì chị gái của Mai Thị Dĩnh chị Ma và anh và bạn, nhưng Mai Thị Dĩnh cũng biết nếu đổi lại là người khác, tuyệt đối sẽ không dốc hết vốn liếng với cô như vậy. Dương Bách Xuyên có thể làm như vậy đã chứng minh anh là một người thật sự có tình có nghĩa. Từ tận đáy lòng Mai Thị Dĩnh vô cùng cảm động. Cùng với tai họa ngầm trong cơ thể cô gần 30 năm biến mất trong một chiêu, giờ phút này cô có xúc động muốn khóc. Không có ai biết mỗi lần lúc huyết mạch cắn trả, cảm giác sống không bằng chết đó, cô đã từng nghĩ tới việc tự sát vô số lần, nhưng cuối cùng cũng do không muốn khiến sư tổ và người thân bạn bè lo lắng mà ngoan cường sống đến giờ. Dạo gần đây huyết mạch cắn trả càng lúc càng mạnh, cô biết mình không sống quá 3 năm, lần này bí địa ở Trường Bạch mở ra. Kỳ thật là cô đang cho bản thân một cơ hội cuối cùng. Bây giờ xem ra mọi chuyện đã được số phận định sẵn. Mai Thị Dĩnh thầm lẩm bẩm trong lòng, chị, là chị phái anh Dương tới cứu em sao? Giờ phút này trong lòng Mai Thị Dĩnh xúc động thật lâu. Cô nhìn Dương Bách Xuyên, bỗng nhiên trong lòng nghĩ có lẽ người đàn ông trước mắt chính là chị gái và trời cao phái đến cứu vớt cô. Mai Thị Dĩnh không nói thêm một tiếng cảm ơn với Dương Bách Xuyên nhưng trong lòng đã đưa ra quyết định nào đó. Cô chỉ nhìn anh nói, anh Dương, trước kia là tôi đã để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện của chị tôi, thật ra tôi biết không phải lỗi của anh. Tôi đã nghĩ thông từ lâu rồi, sau này chúng ta đều không nhắc lại nữa. Như thế rất tốt, Dương Bách Xuyên cũng cười, Mai Thị Dĩnh có thể thoải mái, trong lòng anh cũng dễ chịu một chút. Lúc này tay của Mai Thị Dĩnh còn bị Dương nào đó nắm trong tay, lúc anh đỡ người ta đứng dậy không thả tay ra. Mai Thị Dĩnh hơi đỏ mặt nói, anh Dương Bách Xuyên, anh bỏ tay tôi ra trước đi, tôi đi giúp Hồ Tiên Nhi và Tiểu Hòa Thượng giải độc. Ặc, khụ khụ, quên mất, Dương nào đó cười lúng túng, vội vàng buông tay Mai Thị Dĩnh ra, khoảnh khắc nhìn cô xoay người đi tới lò luyện đan đỏ hồng khiến trong lòng Dương nào đó rung động một trận. Anh thầm nói, tay nhỏ của cô ấy rất mềm. Sau khi sức mạnh trong người được cải thiện, Mai Thị Dĩnh giải độc cho Tiểu Hòa Thượng và Hồ Tiên Nhi, trong mắt Dương Bách Xuyên chỉ là chuyện vẫy tay một cái. Đồng thời anh cũng biết rõ uy lực ngọn lửa thần phượng của cô, đi luyện hóa khí độc chỉ là một bữa ăn sáng. Sau khi Tiểu Hòa Thượng mở mắt ra thấy Dương Bách Xuyên và Mai Thị Dĩnh, cậu ta tỏ vẻ mờ mịt. Vẻ mặt Hồ Tiên Nhi cũng y như vậy. Hai người đều bị khí độc mê hoặc tâm trí, căn bản không biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Chỉ là sau khi Tiểu Hào Thượng tỉnh táo, xoa mông tuét miệng cười nói, A-di-đà Phật, sao mông của Tiểu Tăng lại đau? Dương Bách Xuyên và Mai Thị Dĩnh đều nhịn cười, không giải thích, mông của Tiểu Hòa Thượng đau dĩ nhiên là do bị Dương Bách Xuyên dùng ngân châm đâm. Hai người lập tức giải thích việc Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm và Hồ Tiên Nhi đang mê mang chuyện bọn họ bị khí độc mê hoặc tâm trí. Hai người đều tỏ vẻ biết ơn Mai Thị Dĩnh. Lúc hỏi tới Chiêm Khánh Nhân và Trần Trầm Hương, Hồ Tiên Nhi bắt đầu sốt ruột, vội vàng nói với Dương Bách Xuyên, đội trưởng, chúng ta mau đi tìm bọn họ đi. Hẳn đây là nơi cuối cùng thử thách vùng đất thủ hộ, tôi nhìn xung quanh, ở đây không có chỗ ra vào, có lẽ Chiêm Khánh Nhân và Trần Trầm Hương đã tiến vào cánh cửa kia. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa chỉ vào cửa tế đàn ngay phía trước. Mà đúng lúc này, một tiếng hét dài từ cửa tế đàn truyền ra. Giống. M Thanh kéo dài chói tai khiến bốn người biến sắc, Hồ Tiên Nhi lo cho Chiêm Khánh Nhân, xông thẳng về phía cửa tế đàn trên sân rộng. Âm thanh vừa rồi nghe không giống âm thanh của con người,
bây giờ ở khắp sân cũng chỉ có lối vào tế đàn là có thể đi được. Nếu Chiêm Khánh Nhân và Trần Trầm Hương biến mất tăm mất tích, khả năng lớn nhất chính là tiến vào lối vào tế đàn. Hồ Tiên Nhi lo cho Chiêm Khánh Nhân, tất nhiên là người đầu tiên xông tới. Dương Bách Xuyên là đội trưởng trong mấy người, anh phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi người, chỉ là việc có nặng có nhẹ, lúc trước Mai Thi Dĩnh bị sức mạnh huyết mạch cắn trả, hơn nữa Hồ Tiên Nhi và Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm bị trúng khí độc, anh cũng chỉ có thể giải quyết vấn đề của ba người bọn họ trước. Nếu không thì anh đã sớm đi tìm Chiêm Khánh Nhân và Trần Trầm Hương rồi. Hồ Tiên Nhi, đừng kích động. Dương Bách Xuyên thấy Hồ Tiên Nhi xông lên tế đàn thì kêu to. Nơi này quỷ dị quá mức, tính ra là hướng cuối cùng trong bốn thử thách, ai biết có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng Hồ Tiên Nhi không hề để ý tới tiếng hét của Dương Bách Xuyên, cô trực tiếp tung người lên tế đàn, trong nháy mắt đã biến mất ở lối vào tế đàn. Đi! Dương Bách Xuyên trầm giọng vội vàng chạy tới, Mai Thi Dĩnh và Tiểu Hào Thượng Liễu Phàm theo sát phía sau anh, đám linh thú cũng nhún nhảy, chạy như bay về phía Dương Bách Xuyên. Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm và Mai Thi Dĩnh chưa từng thấy ba con linh thú của Dương Bách Xuyên, lập tức mặt mày căng thẳng, muốn ra tay với ba con linh thú. Dương Bách Xuyên vội vàng ngăn cản, đừng động thủ, là linh thú của tôi. Trước khi tiến vào bí địa tôi kêu bọn nó đi theo, chỉ là không lộ diện. Sau đó Dương Bách Xuyên giải thích một câu. Tiểu Hòa Thượng và Mai Thi Dĩnh vẻ mặt thả lỏng, trong lòng nghi hoặc sao ba con linh thú của Dương Bách Xuyên lại cùng tới đây. Bọn họ cảm thấy hơi thở của ba con linh thú cũng không mạnh lắm, nhưng hai người không hỏi nhiều, đây là bí mật của người ta, ai mà không có một chút bí mật trên người chứ. Chi chi. Quấu quấu. Ba con linh thú vui sướng vòng quanh người Dương Bách Xuyên, chồn nhỏ to gan nhảy thẳng lên bả vai Dương Bách Xuyên, dường như đã quên trận khiển trách vừa rồi. Ba con linh thú mỗi con cắn nuốt một viên đan niết bàn. Bây giờ Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được linh khí mạnh mẽ dao động trong cơ thể ba đứa nó. Trong lòng anh nghĩ chỉ cần chúng nó hấp thu toàn bộ sức mạnh đan dược thì có thể tiến thêm một bước. Trên thực tế chồn nhỏ và hầu đậu đậu đã sớm đột phá bình cảnh trong thời kỳ trưởng thành vào mấy tháng trước, tin rằng sau khi cắn nuốt đan niết bàn sẽ tăng lên. Ba người lên tế đàn, thấy một lối vào xây dựa vào núi, không có cửa đá các thứ mà trực tiếp mở ra. Trông một mảnh đen ngòm. Vừa rồi Hồ Tiên Nhi trực tiếp đi vào từ nơi này. Mấy tiếng gầm rú vừa rồi cũng từ lối vào này truyền ra, rất có thể Chiêm Khánh Nhân và Trần Trầm Hương đang ở bên trong. A-di-đà Phật, chẳng lẽ nơi này là mục đích chuyến đi này của chúng ta Động Hắc Liên sao? Tiểu Hòa Thượng niệm Phật hiệu. Cậu thật sự đoán đúng rồi, nơi này chính là Động Hắc Liên. Dương Bách Xuyên vừa nói chuyện vừa chỉ vào ba chữ cổ xưa trên đầu lối vào, phía trên đúng là ba chữ Động Hắc Liên. Trên đầu cổng hình quạt cao hơn 6 mét điêu khắc ba chữ Động Hắc Liên phong cách cổ xưa lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 6 người bọn họ cuối cùng cũng đến đích, nhưng đội ngũ 6 người lại chỉ còn lại 4 người. Đi thôi, chỉ mong bọn họ sẽ không sao. Dương Bách Xuyên nói xong dẫn đầu vào trước. Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm theo sau nói, 4 thử thách, chúng ta đã trải qua 3 cửa ải, còn thủ hộ thử thách cuối cùng chưa từng xuất hiện. Các người nói xem ở Động Hắc Liên này cuối cùng là thủ hộ gì? Rất rõ ràng Động Hắc Liên chính là thủ hộ thử thách cuối cùng, về phần cái gì phải chờ sau khi chúng ta vào mới biết được. Dương Bách Xuyên trầm giọng nói. Bây giờ anh cũng không có lòng tin với Động Hắc Liên sắp phải đối mặt, không ai biết trong Động Hắc Liên có gì. Không biết vĩnh viễn đáng sợ nhất. Có điều Hồ Tiên Nhi đã đi vào, hơn nữa Chiêm Khánh Nhân và Trần Trầm Hương cũng biến mất. Ba người bọn họ nhất định phải đối mặt với Động Hắc Liên. Lúc mới bước vào sơn động rất tối tăm, linh thức vẫn không thể sử dụng, có điều sau khi đi một lát, thị lực cũng dần dần thích ứng. Không gian toàn bộ hang động rất lớn, cao rộng cũng 3 mét, đi bên trong có hơi thở u ám. Ba người vểnh tai nghe tiếng động, hơn 10 phút trôi qua cũng không có bất kỳ âm thanh gì vang lên. Càng như thế thì trong lòng Dương Bách Xuyên càng trở nên nặng nề. Hồ Tiên Nhi đi vào trước bọn họ, nói sao cũng phải có chút tiếng vang mới đúng, nhưng lại không có bất kỳ tiếng động nào, điều này cho thấy Động Hắc Liên tuyệt đối có điều kỳ lạ. Ba người cẩn thận từng ly từng tí di chuyển trong sơn động, lại 10 phút nữa trôi qua, chồn nhỏ Hương Hương đột nhiên kêu lên, vung vẩy móng vuốt nhỏ trên bờ vai của Dương Bách Xuyên,
nói cho Dương Bách Xuyên phía trước có tồn tại khiến nó sợ hãi. Trong lúc khua tay múa chân trồn nhỏ dứt khoát nấp sau vai Dương Bách Xuyên, dường như rất sợ hãi tồn tại không xác định phía trước. Ngay sau đó Vượng Tử và Hầu Đậu Đậu cũng lông tóc cả người dựng đứng, gào thét với phía trước. Dương Bách Xuyên biết bọn họ đã tiếp cận chỗ muốn đến, trên phương diện cảm giác linh thú thường nhạy cảm hơn con người. Sự bất an của ba con linh thú đã đủ nói rõ thử thách thứ tư của động Hắc Liên sẽ lập tức xuất hiện. Mọi người cẩn thận. Dương Bách Xuyên dặn dò Tiểu Hòa Thượng và Mai Thi Dĩnh bên cạnh. Ngay khi anh vừa dứt lời, một tiếng hét thảm vang lên, a. Nghe giọng là tiếng của Hồ Tiên Nhi. Dương Bách Xuyên biến sắc, nhanh chóng chạy như điên về phía trước, mặc kệ phía trước sẽ xuất hiện cái gì anh cũng sẽ không từ bỏ bất kỳ đồng đội nào. Sau khi ba người chạy như điên mấy phút, sau một ngã rẽ hình chữ thất, trong tầm mắt đột nhiên sáng ngời, đại điện hơn 100 mét vuông xuất hiện trước mắt, hơn nữa rất sáng, bởi vì tầng cao nhất của đại điện là thạch nhũ phát sáng, thắp sáng trưng cả đại điện. Là bọn họ. Tiểu Hòa Thượng hoảng sợ kêu lên một tiếng nhìn một góc đại điện. Tất nhiên Dương Bách Xuyên và Mai Thi Dĩnh cũng nhìn thấy. Ở một góc đại điện, Chiêm Khánh Nhân, Trần Trầm Hương và Hồ Tiên Nhi đều nằm dưới đất không rõ sống chết. Có điều Dương Bách Xuyên phát hiện hơi thở của bọn họ vẫn còn, điều này cho thấy bọn họ chỉ ngất đi không chết. Trong lòng anh lập tức thở phào, lúc này Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm và Mai Thi Dĩnh vội vàng đi về phía ba người. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên cũng đi theo, nhưng chồn nhỏ trên vai lại kêu chi chi, vung vẩy móng vuốt nhỏ, chỉ về phía trước. Dương Bách Xuyên nhìn theo móng vuốt của chồn nhỏ, thấy cách ba người Chiêm Khánh Nhân không xa là một con vật thân hình tượng tự Vượng Tử. Cực kỳ giống con chó. Trên người là bộ lông rậm rạp vô cùng mềm mượt, trên đầu mọc một cặp sừng dài nửa thước, sau lưng còn mọc cánh chim. Trông rất quen mắt, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Hiển nhiên là yêu thú, có lẽ là thử thách thứ tư mà bọn họ sắp đối mặt thủ hộ, cũng chính là yêu thú thủ hộ cửa thứ tư. Nhưng có thể xuất hiện ở đây tuyệt đối không chỉ là một con chó. Trong lòng Dương Bách Xuyên tạm thời gọi nó là con chó, bởi vì cái con này ngoài lông màu xanh, trên đầu mọc sừng, sau lưng mọc cánh chim ra, nhìn ngoại hình chính là một con chó. Đợi đã, Dương Bách Xuyên vội vàng lên tiếng với Tiểu Hòa Thượng và Mai Thi Dĩnh. Sao vậy anh Dương? Hai người nghe Dương Bách Xuyên kêu to thì dừng bước, Mai Thi Dĩnh hỏi anh. Chỗ đó có con chó. Dương Bách Xuyên chỉ vào yêu thú nằm cách ba người Chiêm Khánh Nhân không xa nói. A-di-đà Phật, Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực nhanh chóng lùi lại, cậu ta biết yêu thú có thể xuất hiện ở đại điện này thì tuyệt đối không đơn giản. Tiểu Hòa Thượng nhìn theo hướng ngón tay Dương Bách Xuyên, phát hiện con yêu thú này trông giống chó. Là một con chó hoàn toàn không có chút hơi thở yêu thú nào, còn không có khí thế bằng con chó bình thường nuôi trong nhà, càng là vậy thì càng cho thấy con yêu thú này không tầm thường. Cũng chỉ khoảnh khắc ba người trước sau nhìn về phía con yêu thú như con chó kia, một giọng nói tràn đầy tức giận vang vọng trong đại diện. Thằng nhóc đần độn ngu xuẩn, bổn tọa chính là Phong Vân Thần Khuyển, không phải con chó gì hết, hừ. Sau khi tiếng hừ cuối cùng rơi xuống, rơi vào tai ba người Dương Bách Xuyên quả thực giống như tiếng sấm vang lên trong đầu. Trong lúc nhất thời trong cơ thể ba người đều chấn động khí huyết sôi trào. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy cổ họng mặn mặn, một ngụm máu liền phun ra. Nhìn Tiểu Hòa Thượng và Mai Thi Dĩnh cũng giống thế, chỉ có ba con yêu thú là không sao, nhưng trông ba con yêu thú cũng đang run lên khe khẽ. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên liền nhìn về phía con chó nằm rạp dưới đất. Hay nói hẳn là Phong Vân Thần Khuyển. Yêu thú có thể nói tiếng người. Chỉ vẻn vẹn một tiếng hừ lạnh đã khiến ba người Dương Bách Xuyên thổ huyết. Đây là yêu thú gì? Có tu vi thế nào? Trong lòng ba người quả thật đang rời sông lấp biển. Trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động, lúc vừa định hỏi sư phụ trong lòng thì ngay sau đó chỉ thấy con chó đối diện ngẩng đầu lên, lúc này Dương Bách Xuyên đã thấy rõ nó thật sự đang nói tiếng người. Hôm nay vận may của bổn tọa không tệ, nữ để lại hưởng thụ, nam làm điểm tâm cho bổn tọa. Ha ha ha! Bất kể là Dương Bách Xuyên hay Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm hay Mai Thi Dĩnh cũng đều là lần đầu tiên gặp yêu thú có thể nói tiếng người. Sắc mặt cả đám bọn họ vô cùng khó coi. Dương Bách Xuyên vẫn còn tốt chán, may mà anh có sư phụ Vân Thiên Tà nên có thể biết được rất nhiều chuyện lạ ly kỳ.
Đương nhiên anh cũng biết đến sự tồn tại của yêu thú biết nói tiếng người, điều này rất thường thấy ở giới tu chân, thậm chí yêu tộc biến hình cũng vô cùng phổ biến. Nhưng biết là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Cho nên anh cũng vô cùng sốc trong lòng. Cũng không biết yêu thú trước mắt họ có cấp bậc gì, dù sao không có bất kỳ hơi thở nào nên Dương Bách Xuyên thật sự không đoán ra nổi. Nói chuyện mà có thể dung đến mức khiến người ta hộc máu, tu vi của con yêu thú này đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Trong lúc ngây người, Dương Bách Xuyên đột nhiên phát hiện trên cổ yêu thú này có một cái xích sắt thô bằng một cánh tay. Phía trên răng đầy phù văn, một đầu khác của xích sắt nằm ở cái đài phía sau vách đá, thoạt nhìn là bị buộc ở đài sen. Lần này, lòng Dương Bách Xuyên cũng bình tĩnh lại, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ con yêu thú này bị nhốt ở đây sao? Có phải phạm vi hoạt động của nó là có hạn hay không? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên vội vàng nói với Mai Thi Dĩnh và Tiểu Hòa Thượng, lui về phía sau. Anh muốn thử xem có đúng như những gì mình đã thầm phỏng đoán hay không? Xem khả năng hoạt động của con yêu thú tự xưng Phong Vân Thần Khuyển này có hữu hạn thật hay không, có phải nó bị nhốt ở chỗ này không? Khi nghe thấy vậy, Mai Thi Dĩnh và Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm đã hợp tác với Dương Bách Xuyên được ít nhiều đã lùi lại không chút do dự. Ba người lập tức lui về phía sau. 5-6 mét phía sau chính là lối ra. Không ngờ khi ba người lui về sau chưa được mấy mét thì lại đâm vào một bức tường vô hình. Toàn thân đều đau đớn hoảng hốt, trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Xong rồi. Không ra được. Dương Bách Xuyên cảm thấy lòng đắng chát, anh không thể nhìn thấy gì ở sau lưng nhưng lại có thể cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ của linh khí. Quả nhiên có trận pháp hoặc kết giới chắn đường. Khi lòng ba người đang lạnh ngắt, Phong Vân Thần Khuyển cười như điên nói, đám thế hệ đi sau này, bọn mi chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là đánh thắng bổn tọa. Bổn tọa sẽ đưa bọn mi vào động hoa sen và lấy được hạt sen. Bọn mi có được vật báu là hạt sen, cũng có thể còn sống mà rời đi. Hai là đánh thua và trở thành đồ ăn của bổn tọa. Ha ha ha, đời này bọn mi phỏng chừng cũng không thể đánh thắng bổn tọa đâu. Kẻ mạnh hơn bọn mi còn không phải là đối thủ của bổn tọa nữa là, thậm chí mấy nghìn năm rồi vẫn vậy. Cho nên bọn mi vẫn nên ngoan ngoãn làm đồ ăn của bổn tọa đi. Vừa lúc gom đủ người. Bổn tọa ăn cùng một lúc cho đã, ha ha. Cười điên dại xong, yêu thú tiếp tục nói, đám vai vế dưới này, rút lại mấy cái mánh khóe của bọn mi đi. Đừng tưởng rằng bổn tọa bị dây nhốt yêu trói lại thì sẽ không có cách đối phó các mi. Nói thật cho bọn mi biết, cả tòa núi Hắc Liên này đều nằm trong thần niệm của bổn tọa. Bổn tọa không ra khỏi nơi này được, nhưng để khống chế không cho bọn mi rời đi thì dễ như trở bàn tay. Ngoan ngoãn chờ ở một chỗ đi. Phía sau các nghi còn có một nhóm người nữa sắp đến. Đến đông đủ rồi bổn tọa sẽ bắt đầu ăn, đã lâu không ăn mặn rồi, thật sự hoài niệm vị của con người quá đi. Dương Bách Xuyên cảm giác thấy mình không thể phản kháng nổi con yêu thú trước mặt, nó quá mạnh. Tuy nhiên, lòng anh cũng bình tĩnh hơn hẳn chính vì nghe được những lời con yêu thú nói. Bởi vì yêu thú đã diễn đạt rất rõ ràng hai ý. Thứ nhất, nó chính là khảo nghiệm thứ tư được người khác sắp xếp ở đây. Chỉ cần đánh thắng yêu thú, không những có thể có được hạt sen của động Hắc Liên mà đồng thời cũng có thể rời đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đánh thắng yêu thú. Rất có thể ba người Chiêm Khánh Nhân đang nằm trên đất đã từng chiến đấu với yêu thú. Nhưng kết quả rất rõ ràng, ba người nằm trên đất không phải là đối thủ của yêu thú. Đánh không thắng cũng đại diện cho một ý nghĩa duy nhất. Kết cục là bị yêu thú ăn luôn. Cho nên tạm thời thì mấy người bọn họ sẽ chưa nguy hiểm đến tính mạng. Có thời gian thì sẽ có cách giữ mạng, Dương Bách Xuyên cũng sẽ không biến mình thành đồ ăn của yêu thú. Đồng thời, anh cũng thầm mắng Tửu Tiên lão đầu đã đào cho mình một cái hố to. Chỉ dựa vào lời nói có thể trải rộng thần niệm khắp núi Hắc Liên của yêu thú là có thể tưởng tượng ra yêu thú mạnh đến cỡ nào. Hoàn toàn không phải thứ mà mấy người bọn họ có thể đối phó. Cho nên anh mới nghi ngờ không biết có phải Tửu Tiên lão đầu cố ý để bọn họ tìm chết hay không. Thứ hai, nghe ý yêu thú nói thì còn có người ở phía sau bọn họ sao? Dương Bách Xuyên đã nghĩ ra là những ai, chỉ có thể là đoàn người Lão Lạt Ma và Đinh Trường Phong mà thôi. Kể từ đêm quan sát văn tự khắc trên bia tại rừng Hắc Thạch đó, đoàn người Lão Lạt Ma liền biến mất và không hề nhảy ra kiếm chuyện nữa.
Hiện tại xem ra là đi theo sau bọn họ, lại còn đuổi đến tận Động Hắc Liên. Tuy nhiên, khi nghĩ đến cảnh lão Lạt Ma đuổi tới Động Hắc Liên lại gặp phải một con yêu thú hùng mạnh như Phong Vân Thần Khuyển, Dương Bách Xuyên không biết mấy lão sẽ có biểu cảm gì nữa. Nghĩ đến đã thấy rất đặc sắc rồi. Anh nghĩ, hẳn đám lão Lạt Ma đi theo 6 người bọn họ là vì muốn hất tay trên, nhưng tất cả đều không ngờ được rằng Động Hắc Liên lại có một con yêu thú hùng mạnh bảo vệ, hơn nữa lại còn là yêu thú có thể lấy mạng bọn họ. Đối mặt với thử thách cuối cùng này, Dương Bách Xuyên cũng rất bất đắc dĩ, nhưng anh cũng sẽ không ngồi chờ chết. Kiếm đầu long trong tay chợt lóe lên tia sáng bạc, anh bổ một nhát kiếm về phía trở ngại vô hình đằng sau lưng. Rầm. Một tiếng vang lớn vang lên, anh bị rung đến mức gan bàn tay đau nhức. Nhưng là trở ngại ngũ hành phía sau lưng vẫn tồn tại như cũ. Lúc này, yêu thú mở miệng nói, thằng nhãi, đừng uổng phí sức lực. Ngươi có tu luyện ngàn năm nữa chưa chắc đã phá vỡ được kết giới của bổn tọa, tỉnh lại đi. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, Dương Bách Xuyên biết yêu thú không nói sai, đương nhiên bằng một nhát kiếm anh đã có thể biết được kết giới mạnh bao nhiêu. Hừ! Trong lòng Dương Bách Xuyên, nếu con yêu thú này là thứ bảo vệ nơi này, lại còn bị dây nhốt yêu gì đó trói lại, so ra cũng có nhược điểm, sao không thử một chút xem thực lực của yêu thú đến đâu, sao anh có thể ngồi chờ chết được cơ chứ? Lập tức, trong lúc hừ lạnh, anh vừa bổ một nhát kiếm về phía yêu thú. Đồng thời, anh cũng hô to với Mai Thi Dĩnh và Tiểu Hòa Thượng, ra tay thử xem. Vừa dứt lời, anh vận chuyển xương tay phải và gào to, lao nguyệt thủ. Khi nghe thấy tiếng gọi của Dương Bách Xuyên, Tiểu Hòa Thượng và Mai Thi Dĩnh giật mình sửng sốt. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên ra tay, hai người bọn họ cũng bắt đầu công kích yêu thú. Ngay cả ba con linh thú của Dương Bách Xuyên cũng đi theo cạnh anh và bắt đầu xông về phía Phong Vân Thần Khuyển. Thiên Cương Phật Đà Chu Yêu, Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm thúc giục Thiên Cương Châu trong tay bắn ra một lượng lớn ánh sáng trắng. Lần này cậu ta không phi Thiên Cương Châu đi mà nắm ở trong tay còn miệng thì niệm pháp quyết. Một tay cậu ta kết ấn, ảo ảnh của một vị Phật Đà hiện ra sau lưng cậu ta, Tiểu Hòa Thượng lập tức chụp một bàn tay về phía yêu thú. Nhìn qua thì mới thấy thật ra là ảo ảnh của Phật Đà đang đánh ra một trường. Đó là Phật trường to khoảng 3 mét. Mai Thi Dĩnh thét dài một tiếng rồi vươn hai tay ra tạo thành tư thế dương cánh bay lượn. Toàn thân cô xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực, ngay sau đó, ngọn lửa ở trên đầu cô hội tụ thành một ngọn lửa phượng hoàng. Phi. Ngay sau đó, phượng hoàng lửa vừa kêu to vừa phi về phía yêu thú. Dương Bách Xuyên chém một nhát kiếm xuống, kiếm khí huyền hoàng tăng vọt dài khoảng 3 trượng. Sau đó, trong lúc thâu thiên thủ tỏa ra ánh sáng bạc, một luồng năng lượng chân khí được hình thành và chộp lên đỉnh đầu yêu thú. Gần như trong nháy mắt, công kích của ba linh thú của ba người đều đánh lên người Phong Vân Thần Khuyển. Lúc này, một cảnh tượng khiến Dương Bách Xuyên ngây người xuất hiện. Yêu thú hoàn toàn không có ý định né tránh mà chỉ nhìn về phía ba người họ bằng ánh mắt xanh lè âm u. Dương Bách Xuyên cảm thấy Phong Vân Thần Khuyển đang nhìn anh, nói chính xác hơn thì đang nhìn kiếm đồ long trong tay anh. Khi công kích của mọi người sắp đánh lên người yêu thú, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thấy nó động đậy. Gào! Chỉ thấy Phong Vân Thần Khuyển mở miệng rộng ra và nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, linh khí hùng mạnh cuồn cuộn phả ra khỏi miệng Phong Vân Thần Khuyển. Trong lúc nó gầm lên giận dữ, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy thân như bị búa tạ đánh vào, anh không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Quẹ! Quẹ quẹ! Công kích của ba linh thú của ba người đã tan rã trong nháy mắt khi Phong Vân Thần Khuyển gầm lên giận dữ. Ba người họ ngã xuống đất thi nhau hộc máu. Lần này, lòng Dương Bách Xuyên thật sự lạnh ngắt. Không thể chiến thắng một yêu thú hùng mạnh như thế được. Đây là câu đầu tiên hiện lên trong đầu anh, nhìn Mai Thi Dĩnh, Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm và ba linh thú bên cạnh, lòng Dương Bách Xuyên tràn ngập chua xót. Đúng lúc này, cuối cùng Phong Vân Thần Khuyển ở đối diện cũng đứng lên. Phong Vân Thần Khuyển sau khi đứng dậy cũng chỉ có hình thể bằng cỡ vượng tử thôi, nhưng lại khiến Dương Bách Xuyên nhìn mà bất lực. Những câu nói lạnh như băng tràn ra khỏi miệng Phong Vân Thần Khuyển, bọn mi khiêu chiến thất bại, không có cơ hội thứ hai đâu. Hiện tại bổn tọa có thể yên tâm thoải mái mà ăn bọn mi. Nói xong, Phong Vân Thần Khuyển nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên và kiếm đồ long trong tay anh rồi hỏi, thằng nhãi,
nói cho bổn tọa, kiếm trong tay mi là ở đâu ra? Nghe Phong Vân Thần Khuyển hỏi vậy, Dương Bách Xuyên ngây ra một lúc. Hình như Phong Vân Thần Khuyển biết kiếm đồ long trong tay mình, hoặc là chủ nhân ban đầu của kiếm đồ long. Chẳng lẽ có ngọn nguồn gì đó sâu xa? Nếu có ngọn nguồn sâu xa gì đó, có phải có thể qua cửa hay không? Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên nói bừa, đương nhiên là kiếm của sư môn tôi rồi. Gào! Dương Bách Xuyên nhận ra có lẽ mình đã lầm. Phong Vân Thần Khuyển vừa nghe vậy đã lập tức giận dữ gầm lên với anh, trông nó có vẻ rất phẫn nộ. Một luồng uy áp khiến Dương Bách Xuyên hít thở không thông nháy mắt ập tới người anh. Trong tiếng hét của Phong Vân Thần Khuyển, Dương Bách Xuyên phát hiện Mai Thi Dĩnh và Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm đã choáng váng hôn mê, mà ba con linh thú cũng không ngoại lệ, đều ngất xỉu. Sau đó anh nghe thấy Phong Vân Thần Khuyển nói, được, được lắm. Truyền nhân của Bạch Trường Mi phái Phủ Đồ Kiếm Tông, đúng là oan gia ngõ hẹp. Một đám già chết tiệt nhốt bản tọa 3.000 năm, không ngờ truyền nhân của lão lại tự dâng đến cửa. Bạch Trường Mi, con mẹ nó ông không ngờ tới phải không, ha ha ha. Phong Vân Thần Khuyển bắt đầu cười như điên dại. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, hình như anh chữa lợn lành thành lợn què mất rồi. Anh cứ tưởng Phong Vân Thần Khuyển quen biết chủ nhân của kiếm đồ long, ai dè đúng là quen biết, nhưng lại là có thù. Điều này khiến anh khổ không tả nổi. Dương Bách Xuyên nuốt khan nói, à thì, chắc là mi hiểu lầm rồi, thanh kiếm này là ta nhặt được chứ không phải đồ của sư môn ta. Sư môn của ta là Vân Môn, không có quan hệ gì với chủ nhân của thanh kiếm này. PPP, Phong Vân Thần Khuyển nhìn chòng chọc vào Dương Bách Xuyên bằng đôi mắt xanh lẻ u tối. Cất tiếng cười kỳ quái, sau đó nói, thằng nhãi nhà mi tưởng bản tọa là trẻ con dễ lừa đấy à? Nói thật cho mi biết, 3.000 năm trước bản tọa đến thế giới này, bị chủ nhân của thanh kiếm trong tay mi và mấy lão già chết tiệt khác nhốt lại. Năm đó còn có nghĩa huynh của bản tọa là Ô Linh Giao Long, hai chúng ta kết bạn đi du lịch, huynh đấy cũng bị đám Bạch Trường Mi đánh, rơi vào tình cảnh hiện tại. Thanh kiếm trong tay thằng nhãi mi chính là bội kiếm của lão già Bạch Trường Mi kia, là thần kiếm đấy. Bảo vật quý như vậy, mi nói xem Bạch Trường Mi sẽ vứt đi cho mi nhặt chắc. Phong Vân Thần Khuyển nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ giễu cợt, hoàn toàn không tin lời anh, cho rằng anh là truyền nhân của kẻ thù cũ. Dương Bách Xuyên cười khổ, có điều anh nghe thấy Phong Vân Thần Khuyển nói hắn còn một nghĩa huynh tên là Ô Linh Giao Long. Nếu là Giao Long thì hẳn là anh từng gặp. Trước đây anh lấy được kiếm đồ long trên khung xương giao long dưới đáy hồ tiên nữ ở quê. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên nói với Phong Vân Thần Khuyển, mi thật sự hiểu lầm rồi. Thật ra trước kia ta lấy được thanh kiếm này trên một bộ xương giao long to lớn, vì vậy ta không phải truyền nhân của kẻ thù của mi. Mi nói gì? Lúc này Phong Vân Thần Khuyển nâng giọng lên 8 decibel, âm lượng rất to. Dương Bách Xuyên giật mình, chỉ thấy hắn giơ một móng vuốt lên. Sau đó một lực hút truyền tới người anh. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được cơ thể mình bay về phía Phong Vân Thần Khuyển một cách mất kiểm soát. Toàn thân Dương Bách Xuyên rã rời như bị búa nện, trên người nặng trịch. Lúc này anh mới phát hiện ra mình đã bị Phong Vân Thần Khuyển đè dưới móng vuốt. Tiếp đó, Phong Vân Thần Khuyển gào to hỏi, thằng nhãi, mi nói rõ về bộ xương giao long gì đó cho bản tọa, nếu không bản tọa sẽ bắt thần hồn của ngươi chịu nỗi khổ luyện ngục. Dương Bách Xuyên nghe ra giọng nói của Phong Vân Thần Khuyển có vẻ rất kích động, cũng rất căng thẳng. Anh suy nghĩ chốc lát cũng hiểu ra, Phong Vân Thần Khuyển nói nghĩa huynh của hắn là Giao Long, mà bộ xương Giao Long dưới đáy hồ tiên nữ ở quê rất có thể là nghĩa huynh của Phong Vân Thần Khuyển. Thành bộ xương tức là chết rồi. Thảo nào Phong Vân Thần Khuyển kích động như vậy. Dương Bách Xuyên bị móng vuốt của Phong Vân Thần Khuyển đè lên, uy áp cường đại khiến anh không thở nổi. Nhưng anh không dám kích động quá, vội vàng lên tiếng, bộ xương giao long mà ta gặp là giao long cấp 8. Dương Bách Xuyên nhớ ra lúc đó sư phụ nói con giao long kia là yêu thú cấp 8. Gừ. Phong Vân Thần Khuyển có tu vi rất cao, đương nhiên hắn phân biệt được Dương Bách Xuyên có nói thật hay không. Sự thực chứng minh Dương Bách Xuyên không nói dối, nghĩa huynh của hắn là giao long cấp 8. Phong Vân Thần Khuyển lập tức ngửa mặt lên trời gầm to. Khí tức toàn thân tăng vọt. Chỉ khổ cho Dương Bách Xuyên, anh cảm thấy linh hồn mình sắp tan biến dưới uy áp của đối phương. Phong Vân Thần Khuyển đang phát tiết tâm trạng, Dương Bách Xuyên khó mà giữ mạng.
Anh vội vàng hét to, lão già chết tiệt, người có quản không hả? Thật ra ngay từ đầu Dương Bách Xuyên đã muốn gọi sư phụ ra, nhưng lại nghĩ sư phụ đang ở trạng thái tàn hồn, mà phong vân thần khuyển mạnh đến mức khiến anh nghẹt thở, không thể nhìn thấu. Anh không chắc sư phụ có thể thắng đối phương hay không, cho nên không gọi ông. Nhưng bây giờ phong vân thần khuyển nổi giận, Dương Bách Xuyên bắt đầu cuống cuồng, vội vàng gọi sư phụ. Không còn cách nào khác, hơi thở tử vong đã bao phủ trong lòng anh, từ khi xuất đạo đến nay anh chưa từng thấy mình cách cái chết gần đến vậy. Sau khi Dương Bách Xuyên gọi sư phụ, một tiếng hừ lạnh vang lên, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu anh, hừ, một con chó mà cũng dám đẻ lão phu dưới móng vuốt, chán sống rồi sao? Sư phụ Vân Thiên Tà vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên cảm thấy trong đầu ầm vang, sau đó toàn thân tràn đầy sức mạnh có thể hủy diệt trời đất. Giờ phút này rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng yên tâm, anh biết là sư phụ đã ra tay, mượn thân thể của anh. Tiếp đó, anh cảm thấy khí tức khiến người ta không thở nổi đã biến mất, sau đó anh giơ tay cầm lấy móng vuốt đè lên người mình rồi đột nhiên dùng sức. Rắc! Growl! Tiếng hét thảm thiết của phong vân thần khuyển vang lên. Á, mi là ai? Phong vân thần khuyển vô cùng hoảng sợ. Tất nhiên hắn biết Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, không có khí thức đáng sợ như vậy. Lúc này Dương Bách Xuyên đứng dậy, hay nói chính xác hơn là sư phụ Vân Thiên Tà đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng, một con phong vân khuyển nhỏ bé, cũng chỉ là chó giữ nhà của gia tộc Hiên Viên mà thôi. Mi dám ra tay với lão phu, chán sống rồi à? Hiện tại Dương Bách Xuyên giống như một người đứng xem, cảm thấy sư phụ ngầu bá cháy, ngầu chưa từng thấy. Dễ dàng bẻ gãy một chân của phong vân thần khuyển. Hơn nữa, nghe chừng hình như sư phụ biết lai lịch của phong vân thần khuyển. Anh lập tức nói trong đầu, lão già, lần này người ngầu bá cháy luôn. Giết con chó này đi, nó bắt nạt người ta quá đáng. Nhóc con im đi, vi sư ngủ một giấc, vừa tỉnh lại đã bị một con chó dẫm lên người. Nếu sau này bị đồn ra ngoài thì vi sư còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Vân Thiên Tà nổi giận đùng đùng. Lão già chết tiệt, sao có thể trách con? Chính người nói mình là trạng thái tàn hồn, còn sợ người không thắng được con chó này, bây giờ người còn trách con. Dương Bách Xuyên hầm hừ cãi lại. Hừ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, con cho rằng thập nhị kiếp tán tiên này ăn chay à? Nhóc con nhớ kỹ cho vi sư, vĩnh viễn không được để người ta dẫm dưới chân, nhất là một con chó. Vi sư căm hận loại chuyện này nhất trần đời. Sau này gặp phải tình huống tương tự thì con phải gọi vi sư sớm hơn, cho dù hao tổn thần hồn vi sư cũng không cho phép người ta dẫm dưới chân. Con đã hiểu chưa? Hiểu rồi à, Dương Bách Xuyên ngây ngốc trả lời. Anh nhận thấy tâm trạng sư phụ rất bất ổn, giống trạng thái của phong vân thần khuyển lúc nãy. Anh thầm nghĩ xem ra trước đây sư phụ từng chịu thua thiệt, bị người ta dẫm dưới chân. Trong lúc Dương Bách Xuyên và sư phụ Vân Thiên Tà nói chuyện, phong vân thần khuyển nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên với vẻ nghi ngờ, rốt cuộc thằng nhóc mi là ai? Phong vân thần khuyển bị Vân Thiên Tà bóc trần lai lịch, lập tức mờ mịt như rơi vào sương mù. Hắn có thể cảm nhận được trong thân thể Dương Bách Xuyên có một tồn tại mạnh mẽ khiến hắn phải ngước nhìn, nghe chừng đối phương rất hiểu bộ tộc phong vân thần khuyển bọn hắn. Lần này phong vân thần khuyển không tài nào nhìn thấu. Lão phu là ai? Một con chó giữ nhà như mi không có tư cách biết. Hiện tại lão phu rất tò mò, gia tộc Hiên Viên đã xảy ra chuyện gì mà lại để cho một đứa đần như mi đến thế giới này, mấu chốt là còn bị người ta nhốt ở đây. Vân Thiên Tà lạnh nhạt hỏi. Bản tọa không cần biết mi là ai, mi đã biết ta là người của gia tộc Hiên Viên, vậy thì mau quỳ xuống nhận lỗi đi, nếu không bản tọa giết mi dễ như trở bàn tay. Cái thân thể mi đang dùng chẳng ra làm sao, thật ra phong vân thần khuyển không nhìn thấu. Hắn tỏ ra kiêu ngạo như vậy vì muốn thử trình độ của Vân Thiên Tà. Ha ha, chó con, nói thật với mi là cho dù Hoàng đế Hiên Viên đứng trước mặt lão phu cũng không dám nói năng như vậy. Mi chỉ là một con chó giữ nhà của gia tộc Hiên Viên mà cũng to gan bắt lão phu quỳ xuống. Được, hôm nay lão phu quỳ. Vân Thiên Tà híp mắt nói, đồng thời giơ tay lên, ngón tay chỉ thẳng lên trời. Có đốm sáng màu trắng sữa lóe lên. Lập tức vẽ ra một ký hiệu cổ xưa trong không khí. Ngay lúc này, Dương Bách Xuyên thấy phong vân thần khuyển phía đối diện bỗng run rẩy cả người, hét lên đầy sợ hãi, trường. Trường trường sinh ấn, mi,
Mimi là ai trong Trường Sinh Thần Điện? Lần này Dương Bách Xuyên thấy Phong Vân Thần Khuyển phát ra tiếng kêu kỳ quái, sau đó nói, tiền bối tha mạng, vãn bối có mắt như mù, xin hãy tha mạng. Dương Bách Xuyên sửng sốt, thầm nghĩ thế này là sợ rồi hả? Anh còn tưởng Phong Vân Thần Khuyển sẽ đánh với sư phụ một trận chứ? Không ngờ sư phụ mới vẽ một ký hiệu kỳ lạ trong không khí, Phong Vân Thần Khuyển đã sợ ngay. Lão già ơi, người lợi hại như vậy từ khi nào thế? Dương Bách Xuyên không nhịn được lên tiếng. Đừng xen lời, vi sư dọa con chó này trước rồi tính tiếp. Vân Thiên Tà thình lình nói ra câu này dọa Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi lạnh. Hích! Một câu nói khiến cõi lòng Dương Bách Xuyên lạnh đi một nửa, hóa ra người làm màu nửa ngày chỉ là hù dọa Phong Vân Thần Khuyển thôi hả? Dương Bách Xuyên không dám nói tiếp nữa, trái tim vọt lên cổ họng. Thần hồn của sư phụ tuy mạnh nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, ông bèn dùng chiêu dọa nạt để đối phó với kẻ địch. Dương Bách Xuyên cảm thấy hoang đường, nhưng cũng thật sự khâm phục lòng dũng cảm của sư phụ. Dường như Vân Thiên Tà biết suy nghĩ trong lòng Dương Bách Xuyên, ông lạnh lùng hừ mũi nói, thằng nhóc thúi học hỏi đi, vi sư làm vậy gọi là không đánh mà thắng biết không? Và lại cũng không hoàn toàn là hù dọa, còn thật sự cho rằng thần hồn của thập nhị kiếp tán tiên vô dụng sao? Có câu đổ xe còn khung, khí tức thần hồn của vi sư là thật nên tất nhiên là con chó nhỏ này sợ. Hơn nữa thủ ấn này là bùa giữ mạng ở tu chân giới đó biết không? Lão già, nghe chừng Trường Sinh ấn này rất nổi tiếng. Hình như Phong Vân Thần Khuyển rất e sợ Trường Sinh Thần Điện thì phải. Đó là thế lực gì vậy? Dương Bách Xuyên hỏi. Bình thường thôi, Trường Sinh ấn do vi sư sáng tạo ra, nhưng lại phát triển rực rỡ trong tay đại sư huynh của con. Thần điện Trường Sinh Thần Điện là tông môn do đại sư huynh của con sáng lập nên, khá có địa vị ở tu chân giới. Giọng Vân Thiên Tà có vẻ tùy ý, nhưng Dương Bách Xuyên nghe ra ông rất tự đắc. Trời đất ơi, thì ra đại sư huynh của con ở tu chân giới đỉnh như vậy sao? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hỏi. Tạm được, tên nhóc kia tu luyện khá chăm chỉ. Vân Thiên Tà hờ hững đáp lời. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã biết ký hiệu sư phụ vừa vẽ là do ông sáng tạo ra. Nhưng đại sư huynh tạo nên danh tiếng cho nó. Nhìn dáng vẻ của Phong Vân Thần Khuyển, có lẽ ở tu chân giới, Trường Sinh Ấn và Trường Sinh Thần Điện khá lợi hại. Chấm chấm chấm. Đúng lúc này, Phong Vân Thần Khuyển vừa cầu xin tha thứ vừa run rẩy quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên, mà nói đúng ra là Vân Thiên Tà. Trong đôi mắt chó xanh lét tràn đầy sợ hãi. Trong mắt Phong Vân Thần Khuyển, chàng trai trước mặt hoặc là nói người ẩn trong cơ thể của chàng trai trước mặt chính là đại năng của Trường Sinh Thần Điện tông môn đứng đầu tu chân giới, và ký hiệu cổ xưa lơ lửng giữa không trung chính là bùa đòi mạng, hắn tuyệt đối không dám chọc vào. Bởi vì Phong Vân Thần Khuyển biết chủ nhân của hắn, tức là Hoàng Triều Hiên Viên cổ xưa mà thần bí ở tu chân giới cũng không dám chọc vào người của Trường Sinh Thần Điện. Trường Sinh ấn uy chấn khắp tu chân giới, không ai không biết. Mấy nghìn năm trước, Phong Vân Thần Khuyển từng chứng kiến người của Trường Sinh Thần Điện phô bày uy lực khủng khiếp của Trường Sinh Ấn. Vì vậy, mặc dù người đứng trước mặt hắn có lẽ chỉ là thần hồn đại năng chiếm thân thể thiếu niên, nhưng Phong Vân Thần Khuyển không dám đánh cược. Hơn nữa, trưởng công chúa của Hoàng tộc Hiên Viên chính là vợ của chủ nhân Trường Sinh Thần Điện, tính ra thì hai nhà có quan hệ sâu sắc. Tộc Phong Vân Thần Khuyển là thánh thú bảo vệ Hoàng Triều Hiên Viên, đời đời trung thành với gia tộc Hiên Viên. Khi biết đại năng trước mặt có quan hệ với Trường Sinh Thần Điện, hắn càng không dám lỗ mãng. Phong Vân Thần Khuyển quỳ trên đất nói, Phong Vân Dạ Lang thánh thú bảo vệ của Hoàng Triều Hiên Viên xin tiền bối thứ lỗi. Vân Thiên Tà không hủy bỏ Trường Sinh Ấn đã vẽ, ông lạnh lùng hừ mũi, mi trốn khỏi gia tộc Hiên Viên sao? Thần Khuyển tự xưng là Phong Vân Dạ Lang vội vàng lắc đầu, không phải không phải. 3.000 năm trước tôi nhận lệnh đến thế giới gốc điều tra thần mộ viên. Tộc Phong Vân Thần Khuyển chúng tôi đời đời là thánh thú bảo vệ của Hoàng tộc Hiên Viên, sao có thể phản bội? Phong Vân Dạ Lang vội vàng giải thích. Thần mộ viên, chuyện ra sao, mi nói rõ xem nào. Vân Thiên Tà hỏi. Nghe đồn kỷ nguyên trước trên trái đất có đại kiếp của thần nhân, các vị thần ngã xuống, sau đó tất cả đều bị chôn vùi trong một thế giới tên là thần mộ viên. Mà mấy thế lực tồn tại từ viễn cổ ở tu chân giới biết bí mật này. Ta nghe lệnh của Hoàng đế Hiên Viên đi điều tra tung tích của thần mộ viên, nhưng không ngờ thế giới này lại có cao thủ bảo vệ.
đó là đám người do lão già chết tiệt Bạch Trường Mi cầm đầu. Cuối cùng ta và nghĩa huynh Ô Linh Giao Long bị bọn họ đuổi giết rồi lạc mất nhau, ta bị trấn áp lần nữa. Lão già Bạch Trường Mi nói rằng để cho ta trấn giữ ở đây, chỉ cần sau này không có ai thắng được ta và lấy đi hạt sen trong động Hắc Liên, thì ta có thể thoát khỏi vây khốn. Ta đã bị nhốt 3.000 năm ròng rã rồi, hiện tại nghĩa huynh cũng đã chết, ta rất muốn quay về tu chân giới, cầu xin tiền bối ban ơn cứu ta ra ngoài. Phong Vân Dạ Lang vừa nói vừa lạy. Nhưng Vân Thiên Tà không dao động, tiếp tục hỏi, mi nói nơi này là thế giới gốc ư? Đúng vậy, tiền bối cũng biết sao? Phong Vân Dạ Lang sửng sốt hỏi. Hỏi thừa, tu chân giới vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về thế giới gốc, có điều không ngờ lại là nơi này. Gia tộc Hiên Viên biết kia đấy. Mi nói với lão phu là mi đã tra đến thần mộ viên, vậy rốt cuộc trong thần mộ viên có gì? Vân Thiên Tà hỏi. Phong Vân Dạ Lang lắc đầu, không có bất kỳ manh mối nào, ta chỉ biết thần mộ viên ở thế giới gốc, không tra được thần mộ viên nằm ở vị trí nào trên trái đất, không có ai biết. Ta nghe gia tộc nói thần mộ viên mai táng thần nhân, có bí mật thành thiên thành thần. Vì vậy cả tu chân giới ai cũng muốn biết, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Thậm chí có một số người còn không biết thế giới gốc ở đâu. Có lẽ thần mộ viên đã biến mất, tóm lại là ta không điều tra được. Nhưng nếu nói không còn thì cũng không đúng, bởi vì 3 năm trước lão già Bạch Trường Mi kia tự xưng là người bảo vệ thế giới gốc, rất có thể là lão ta biết vị trí của thần mộ viên. Phong Vân Dạ Lang nói ra suy đoán của mình. Vân Thiên Tà trầm ngâm nói, chắc là một cú lừa đấy. Tu chân giới có hàng nghìn hàng vạn sinh linh, rất nhiều người cả đời còn khó thành tiên chứ đừng nói chi đến thành thần. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Có điều thằng nhóc nhà Mi cũng có tu vi đại thừa, sao lại bị Bạch Trường Mi giam ở đây? Lẽ nào tu vi của Bạch Trường Mi còn cao hơn Mi? Ta trúng kế của Bạch Trường Mi. Lão dẫn người bao vây nghĩa huynh Ô Linh Giao Long của ta sợ ném chuột vỡ đồ nên bị lão già chết tiệt kia hàng phục. Phong Vân Dạ Lang tỏ thái độ không cam lòng. Ha ha, thằng nhóc Mi còn mạnh miệng. Lão phu đã gặp con Giao Long mà Mi nhắc đến, nó là yêu thú cấp 8, tu vi cao hơn Mi nhiều nhưng vẫn bị giết. Vậy mà Mi còn sợ ném chuột vỡ đồ. Vân Thiên Tà cười nhạo một cách trắng trợn. Khụ khụ, tu vi của Bạch Trường Mi cũng không cao lắm. Lão chỉ là đại thừa đỉnh phong, nhưng trong tay có chí bảo, chính là sợi xích chói yêu trên người ta. Đây là tiên khí đỉnh cấp đó. Còn nữa, ta nhận ra thanh kiếm trong tay ngài, đó là pháp khí trong tay Bạch Trường Mi hồi ấy. Ta thấy thanh kiếm này cũng là thần khí đấy. Tiền bối, ngài nói xem ta có thắng nổi không? Cuối cùng lão già kia bắt ta canh giữ ở đây, nói là người nào có thể đánh thắng ta thì đương nhiên có thể giúp ta thoát khỏi vây khốn. Nếu không ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Cầu xin tiền bối rủ lòng từ bi cứu ta ra ngoài. Phong Vân Dạ Lang càng nói càng nghẹn ngào. Xem ra hắn bị nhốt thời gian dài sinh ra sợ hãi. Lúc này, Dương Bách Xuyên không nhịn được nói trong đầu, lão già ơi, người có thể cứu hắn không? Nếu không cứu được thì chẳng phải chúng ta sẽ bại lộ sao? Dương Bách Xuyên lo lắng về chuyện trước đó sư phụ dọa nạt Phong Vân Dạ Lang. Nếu Phong Vân Dạ Lang biết sư phụ không cứu được hắn thì toi đời. Yên tâm đi, thứ vây khốn con chó này là xích chó yêu, chỉ cần tìm ra thần thức của xích chó yêu rồi luyện hóa nó là được. Hiện tại những cái khác thì vi sư không có, nhưng xét về thần hồn, chỉ cần không phải là tiên đế trên tiên giới hạ phàm thì các ấn ký thần thức khác không làm khó được vi sư. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, không nói gì thêm. Sư phụ nắm chắc thì anh yên tâm rồi. Sau đó, anh nghe thấy sư phụ trầm ngâm cất lời, nể tình gia tộc Hiên Viên, lão phu có thể cứu Mi. Nhưng Mi phải nói cho lão phu biết nơi này có hạt sen Hắc Liên tốt nhất thiên hạ thật không? Thật à, bởi vì hồi đó lúc lão già chết tiệt Bạch Trường Mi giam giữ ta đã nhìn thấy. Nó ở trong đài sen trên vách đá phía sau kia kìa. Chỉ cần ngài luyện hóa xích chó yêu là có thể lấy được hạt sen. Lão già Bạch Trường Mi kia nói hạt sen chờ người có duyên. Còn tác dụng cụ thể là gì thì ta không biết. Phong Vân Dạ Lang trả lời. Được, lão phu đồng ý với Mi, nhưng trước tiên Mi phải xử lý mấy kẻ dâu ria đi. Lão phu chờ lát nữa yên tĩnh sẽ giúp Mi. Trong lúc nói chuyện, Vân Thiên Tà đã phát hiện nhóm lão Lạt Ma đi đến. Phong Vân Dạ Lang liếc nhìn Dương Bách Xuyên, hay nói đúng ra là Vân Thiên Tà. Vân Thiên Tà lạnh lùng hừ mũi, sao nào,
chỉ mấy con kiến hôi mà cũng bắt lão phu ra tay sao? Không không không, tiền bối cứ yên tâm giao cho ta, ta sẽ xử lý bọn họ. Phong Vân Dạ Lang vội vàng nói. Đoàn người lão Lạt Ma làm chim sẻ theo sau đám Dương Bách Xuyên đã đuổi đến. Ban đầu nhóm bọn họ có hơn 30 người, sau khi ra khỏi con đường có khí độc thì chỉ còn lại 6 người. Khí độc gây ảnh hưởng đến đám người Dương Bách Xuyên, đương nhiên cũng ảnh hưởng đến nhóm lão Mạt La. Hậu quả của việc đánh mất lý trí là tự chém giết lẫn nhau, hơn 30 người còn lại 6 người. E là ngay cả lão Mạt La và Đinh Trường Phong cũng sẽ rơi vào kết cục tự giết lẫn nhau nếu không có pháp bảo mà lão tổ nhà bọn họ ban cho. 6 người vào trong đại điện, trông thấy cảnh tượng trong đại điện thì thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bên trong đại điện, ngoại trừ Dương Bách Xuyên còn đứng, đám tiểu hòa thượng đều nằm sóng xoài trên mặt đất, xem ra đã ngất xỉu rồi. Lão Mạt La lộ vẻ mặt ác độc, Dương Bách Xuyên, giao hạt sen hắc liên ra đây thì tôi sẽ tha chết cho cậu. Dương Bách Xuyên bỗng muốn cười, nhưng lúc này cơ thể anh đang bị sư phụ tiếp quản, cho nên anh chỉ có thể cười trong biển ý thức. Anh rất muốn xem lát nữa đám người lão Mạt La đối mặt với Phong Vân Thần Khuyển sẽ có biểu cảm gì. Lão Mạt La Ba Đa không biết người đối diện là sư phụ của Dương Bách Xuyên Vân Thiên Tà. Nghe thấy lời đe dọa của lão Mạt La, đừng nói là Dương Bách Xuyên còn chưa nhìn thấy bóng dáng hạt sen đâu, cho dù trên người có hạt sen anh cũng không giao ra. Anh cười khẩy trong lòng, tính tình sư phụ mình không tốt, cực kỳ bá đạo đấy. Quả nhiên anh nghe thấy Vân Thiên Tà nói, ồn ào. Phong Vân, người còn ngây ra đó làm gì? Tiền bối cứ yên tâm giao cho ta. Phong Vân Dạ Lang lên tiếng, sau đó há miệng thét dài về phía 6 người lão Mạt La. Gừ. Lúc này đám người lão Lạt Ma mới phát hiện ra bên cạnh Dương Bách Xuyên còn có một con chó lông xanh. Khi nghe thấy con chó này nói tiếng người, bọn họ cực kỳ chấn động, bởi vì biết nói tiếng người chắc chắn là yêu thú. Bọn họ cảm thấy không ổn, lập tức muốn chạy. Nhưng đã bước vào đại điện tức là đã bước vào địa bàn của Phong Vân Thần Khuyển, sao hắn có thể để cho bọn họ chạy? Lão Lạt Ma vừa xoay người thì nhìn thấy con chó màu xanh kia há to miệng phát ra một tiếng gầm, khiến cho thần hồn ai nấy đều chấn động. Khí huyết trong cơ thể sôi trào, trong đầu như có sấm nổ đùng đoàng. Phụt phụt phụt. Cả đám hộc máu. Dương Bách Xuyên ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng. Anh hít sâu một hơi, không ngờ tiếng gầm của Phong Vân Thần Khuyển lại mạnh như vậy. Anh nhớ là sư phụ từng nói Phong Vân Dạ Lang có tu vi đại thừa, và anh biết tu vi đại thừa là cấp bậc mạnh nhất trong cảnh giới của người tu chân. Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt, nói thầm trong đầu, đệt, mạnh thế. Đại thừa có gì mạnh đâu, sư phụ Vân Thiên Tà phản bác lại Dương Bách Xuyên. Hích, lão già chết tiệt, còn đọc trong điển tịch thì thấy đại thừa kỳ hình như là cảnh giới tu chân cao nhất mà. Sao lại không mạnh, Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Hiện tại anh mới là trúc cơ kỳ, cách đại thừa cả ngàn cây số, trong mắt anh đại thừa vô cùng xa xôi. Vi sư chỉ có thể nói cho con biết ở tu chân giới, tán tiên cấp 5 cấp 6 ngang ngửa người tu chân đại thừa kỳ, cho nên con phải nghĩ thoáng ra. Con đường con phải đi còn rất dài, đại thừa tép siêu không phải mục tiêu của con. Vân Thiên Tà thẳng thừng nói, giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, trong lời nói của sư phụ ẩn chứa quá nhiều thông tin. Theo lời sư phụ thì tán tiên cấp 5 cấp 6 ngang ngửa đại thừa. Anh rất khó tưởng tượng thập nhị kiếp tán tiên như sư phụ là cấp bậc gì. Hèn chi bình thường sư phụ nói chuyện kiêu ngạo như vậy. Dương Bách Xuyên bị sốc bởi lời nói của sư phụ, mãi lâu sau vẫn không biết phải nói gì. Mà lúc này, Phong Vân Dạ Lang lại phát ra một tiếng gầm. Gừ. Sau đó, Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, anh nhìn thấy Phong Vân Dạ Lang biến to, trong miệng phun ra sóng linh khí mạnh mẽ. Thế rồi đột nhiên hút 6 người lão Lạt Ma vào miệng. Đúng vậy, chính là hút vào miệng. Trong nháy mắt bằng thời gian thầy trò Dương Bách Xuyên nói chuyện vài câu, 6 người lão Lạt Ma bị Phong Vân Dạ Lang nuốt chửng không còn mảnh vụn. Cao thủ tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, trong đó có lão Lạt Ma và Đinh Trường Phong là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, 4 người khác cũng là võ cổ giả cảnh giới tiên thiên tầng 9 cao cấp khiến anh phải chật vật đối phó mới có thể giết chết. Nhưng Phong Vân Dạ Lang chỉ gầm một tiếng đã nuốt chửng 6 người lão Lạt Ma, không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Hích, mạnh quá đi.
đây là thực lực mạnh nhất cảnh giới tu chân sao? Nhưng nghĩ cũng phải, xét về tu vi thì đám người lão lạt ma cùng lắm cũng chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh phong, so với tu vi đại thừa kỳ thì đúng là cách biệt một trời một vực. Có lẽ trong mắt Phong Vân Dạ Lang, bọn họ chỉ là con kiến. Hắn dễ dàng xử lý 6 người bọn họ cũng là chuyện bình thường. Đây là chuyện tốt đối với Dương Bách Xuyên, dù sao 6 người kia cũng là kẻ thù của anh. Chiều mượn đao giết người này của sư phụ quá hay. Trong đại điện trời yên biển lặng, 6 người bị Phong Vân Dạ Lang nuốt sống, vì vậy mỗi lần Dương Bách Xuyên nhìn thấy Phong Vân Dạ Lang đều cảm thấy ghê ghê. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến yêu thú ăn thịt người. Mặc dù thấy ghê tởm, nhưng Dương Bách Xuyên cũng mãnh liệt hướng tới cảnh giới cao thâm, hướng tới thực lực mạnh mẽ. Lúc này Phong Vân Dạ Lang liếm đầu lưỡi, cất tiếng nói, tiền bối, bây giờ ngài có thể giúp ta thoát khỏi vây khốn rồi chứ? Trong đôi mắt xanh lập lòe u tối của hắn tràn đầy chờ mong. Có thể bắt đầu rồi. Vân Thiên Tà gật đầu. Sau đó ông đi tới trước xích chó yêu, vươn tay nắm lấy. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận rõ vào thời khắc này sức mạnh thần hồn của sư phụ tăng vọt, mình mông cuồn cuộn không ngừng truyền vào xích chó yêu. Ầm ầm. Xích chó yêu tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, bên trên có phủ văn không ngừng lóe lên. Rõ ràng là thần hồn mà người xưa để lại trong xích chó yêu bắt đầu phản kháng. Growl growl growl. Phong Vân Dạ Lang bắt đầu gào thét vì đau đớn. Xích chó yêu vốn đang giam cầm Phong Vân Dạ Lang. Bây giờ bị sư phụ cưỡng chế xóa ấn ký thần thức trên đó, ấn ký thần thức phản phệ dẫn đến Phong Vân Dạ Lang bị ảnh hưởng cũng là chuyện bình thường. Mấy phút sau, Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ hừ lạnh rồi hô to, diệt. Đồng thời một tay khác vỗ lên xích chó yêu, tức thì xích chó yêu phát ra tiếng leng keng như đang gào thét. Sau đó, ánh sáng trên xích chó yêu biến mất. Lúc này, Vân Thiên Tà cất lời, thằng nhóc thúi. Sư phụ sẽ giúp con luyện hóa ấn ký thần hồn trên xích chó yêu, mà xích chó yêu này là tiên khí thượng phẩm, có tác dụng lớn đối với con có thể phát huy 3 phần uy lực của nó. Dương Bách Xuyên mừng rơn, lập tức đánh một tia tinh thần lực lên xích chó yêu. Sau đó anh thấy sư phụ ép ra một giọt máu rồi vận chuyển chân hỏa, bắt đầu luyện hóa xích chó yêu. Chưa đầy 5 phút sau, xích chó yêu lóe lên tia sáng trắng rồi biến mất, biến thành một sợi xích rất đẹp. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy giữa mình và xích chó yêu có liên kết. Anh niệm trong đầu, xích chó yêu trên cổ Phong Vân Dạ Lang tự động buông ra, đồng thời đầu còn lại của nó cắm trong đài sen khác trên tường cũng ầm ầm rút ra khỏi đài sen. Đầu này giống đầu giáo nhưng có hình thoi, tỏa sáng lấp lánh, trông rất sắc bén. Dương Bách Xuyên biết sợi xích chó yêu này không chỉ có tác dụng chó yêu, mà còn có thể tấn công. Sau khi xích chó yêu mang theo đầu giáo hình thoi sắc bén bay ra khỏi đài sen vốn khắc trên vách đá đột nhiên phát ra ánh sáng màu đen. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đài sen như sống lại, chuyển động trên vách đá. Và rồi trên đài sen xuất hiện một chiếc hộp đá nhỏ từ từ trồi lên. Thu! Sư phụ Vân Thiên Tà vẫy tay lấy chiếc hộp này. Lúc này, Phong Vân Dạ Lang lên tiếng, tiền bối, bên trong hộp đá này là hạt sen hắc liên. Lão Phu biết, Vân Thiên Tà hờ hững cất lời. Hích, Phong Vân Dạ Lang hơi ngượng ngùng. Sau đó, hắn bỗng hóa thành một người đàn ông tóc xanh trước ánh mắt kinh ngạc của Dương Bách Xuyên. Hắn chắp tay hành lễ với Dương Bách Xuyên, hay nói chính xác hơn là Vân Thiên Tà, Phong Vân Dạ Lang cảm ơn tiền bối đã giúp ta thoát khỏi vây khốn, ta khắc ghi trong lòng. Không cần cảm ơn, mi bị nhốt 3.000 năm, chúng ta không phải người đầu tiên đến đây đúng không? Vân Thiên Tà hỏi. Tiền bối nói đúng, trong 3.000 năm qua có mấy trăm người tới đây, nhưng đều bị ta nuốt chửng. Phong Vân Dạ Lang thuận miệng đáp. Vậy thì tốt, mi giết nhiều người như vậy, chắc hẳn có không ít thiên tài địa bảo nhỉ. Biết mình phải làm gì chứ? Vân Thiên Tà híp mắt nhìn Phong Vân Dạ Lang. Khụ khụ, Phong Vân Dạ Lang muốn mắng to. Đây là hành vi lừa gạt tống tiền đó. Ngài đã lấy tiên khí thượng phẩm xích chó yêu rồi mà còn đòi thêm. Nhưng hắn chỉ dám nghĩ trong lòng. Hiện tại hắn cảm thấy Vân Thiên Tà sâu không lường được, hơn nữa đối phương đã giúp mình thoát khỏi vây khốn, theo lý thì mình nên bày tỏ lòng cảm ơn. Phong Vân Dạ Lang nói, tiền bối nói đúng, Dạ Lang tình nguyện dâng hiến thiên tài địa bảo mà ta đoạt được. Dứt lời hắn chìa tay ra,
ánh sáng lóe lên, một chiếc nhẫn cổ xuất hiện trong tay hắn. Hai mắt Dương Bách Xuyên chợt sáng ngời, không ngờ là nhẫn không gian. Anh cực kỳ kích động, trong tất cả pháp khí, hiếm nhất là pháp khí không gian. Chỉ có một cái, lão phu không tin 3 năm qua lại không có tu chân giả tìm tới mo, chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn không gian. Ặc khóe miệng Phong Vân Dạ Lăng còn nữa. Dứt lời, một chiếc vòng tay màu tím khác xuất hiện. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui tới nở hoa, lão đầu lợi hại thật đấy, còn xấu xa hơn cả anh rất thích loại tống tiền này. Không thể nghi ngờ gì nữa, chiếc vòng tay mà Phong Vân Dạ Lang lấy ra chính là một pháp khí không gian, bạn gái và đồ đệ của anh đều không có pháp khí không gian, hiện tại đúng lúc tìm được, hoặc nói đúng ra là cả Vân Môn chỉ có mình anh có bình càn khôn. Vân Phong Dạ Lang đây là giúp người lúc hoạn nạn. Đừng có giấu nữa, có bao nhiêu pháp khí không gian thì lấy hết ra đi, thằng nhóc như Mi Thân là thánh thú thủ hộ của Vương Triều Hiên Viên, hẳn là không thiếu chút đồ này nhỉ. Viên Thiên Tà tiếp tục tống tiền. Phong Vân Dạ Lang ạc tiền bối, thật sự là hết rồi. Hừ, Vân Thiên Tà hừ lạnh cắt ngang. Phong Vân Dạ Lang nức nở nói, còn có một cái đai lưng cuối cùng, tất thiên tài địa bảo đều ở trong đó, lần này thì hết thật rồi. Tin mi một lần, trong lúc nói chuyện, Vân Thiên Tà vung tay lên, trực tiếp thu luôn chiếc nhẫn không gian, vòng không gian và đai lưng. Lúc này Phong Vân Dạ Lang hóa thân thành người vội vàng nói với Vân Thiên Tà, tiền bối. Xin từ biệt ở đây, ơn cứu giúp, ngày khác ta sẽ trả. Hiện tại, Phong Vân Dạ Lang không hề muốn bắt chuyện với Vân Thiên Tà, ở lâu thêm một phút thôi cũng làm hắn ta hoảng sợ, cho dù ở tu chân giới thì cũng không dễ gặp pháp khí không gian, liên tiếp bị Vân Thiên Tà tống tiền đi 3 món, trái tim hắn ta như rỉ máu, ở lại chỉ sợ Vân Thiên Tà lại vòi thêm. Tiểu tử, mi muốn đi đâu? Vân Thiên Tà híp mắt hỏi. Giờ phút này, toàn thân Phong Vân Dạ Lang bắt đầu căng thẳng, theo bản năng lùi lại phía sau, khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi giam nhốt, lẽ nào vị tiền bối này còn muốn giữ hắn lại? Vẻ mặt Phong Vân Dạ Lang lo lắng nói, Dạ Lang bị nhốt suốt 3.000 năm còn sốt ruột hơn cả chủ nhân. Đương nhiên là trở về tu chân giới phục lệnh. Trái đất này là nơi bi thương của hắn, cho dù có bị giết cũng sẽ không ở lại, nhanh chóng trở về tu chân giới mới là con đường đúng đắn. Hắn không muốn vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng hổ. Trong lòng hắn nghĩ, nếu như Vân Thiên Tà muốn giữ hắn lại, cho dù phải liều chết thì cũng phải đánh một trận, dù sao thì hắn cũng không muốn bị nhốt nữa, đằng đẵng 3.000 năm hắn cũng sắp điên rồi. Nhưng không ngờ Vân Thiên Tà lại, ồ, một tiếng, trở về sao? Đúng, trở về, Phong Vân Dạ Lang khẩn trương đáp. Trở về cũng được, nhưng trước tiên phải nói cho lão phu biết. Những võ giả cổ trông coi thông đạo này đã xảy ra chuyện gì? Lời này của Vân Thiên Tà đương nhiên là hỏi thay cho Dương Bách Xuyên. Phong Vân Dạ Lang thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không giữ hắn lại là tốt rồi, liền vội vàng nói, hồi bẩm tiền bối, đó là một thế giới nhỏ, cũng là thế giới tu chân gắn bó chặt chẽ với trái đất, tu vi của những võ cổ giả trấn giữ đều không cao bằng kim đan của giới bên đó. Thế giới nhỏ kia gọi là Sơn Hải Giới. Lúc vãn bối từ tu chân giới đến đây là thông từ Sơn Hải Giới qua, trở về cũng sẽ đi từ Sơn Hải Giới, bên đó có một đại trận truyền tống thẳng tới tu chân giới. Mi có biết vì sao võ cổ giả trên trái đất phải trấn giữ thông đạo Sơn Hải? Không cho hai bên liên hệ với nhau không? Vân Thiên Tà lại hỏi. Bởi vì tu sĩ từ Sơn Hải Giới qua bên này sẽ chém giết người dân vô tội, vì vậy võ cổ giả của trái đất mới trấn giữ nơi này. Trên cơ bản là phong ấn hoặc là phá hủy tất cả những trận pháp thông đạo. Phong Vân Dạ Lang còn biết rất rõ. Dương Bách Xuyên nghe xong, anh biết tử tiên lão đầu đã nói không sai. Chính là tình huống như vậy. Ý của mi là tất cả những thông đạo liên kết trái đất và Sơn Hải Giới đều bị phá hủy rồi. Vân Thiên Tà hỏi tiếp. Cũng không hẳn, có một số là phá hủy triệt để, nhưng xem ra thông đạo của bí địa này chính là trận pháp cổ xưa. Hơn nữa còn là truyền tống hai chiều, võ cổ giả ở bên này căn bản không phá hủy được, chỉ có thể dùng trận pháp để phong ấn lại, vì thế nên võ cổ giả trấn giữ ở nơi này đã trăm phương nghìn kế đoạt lấy hạt hắc liên, chính là vì muốn thông qua sức mạnh của hạt sen để củng cố sức mạnh hoặc thậm chí hoàn toàn quay trở lại thông đạo Sơn Hải. Có điều, không một ai biết hạt hắc liên có sức mạnh cường đại hay không, nhắc tới những võ cổ giả ở trái đất, thật ra bọn họ cũng rất đáng thương.
mỗi lần tu sĩ ở bên Sơn Hải giới qua bên này đều sẽ mở ra một trận gió tanh mưa máu, mà trái đất lại chỉ có truyền thừa võ cổ, nếu thật sự đánh nhau thì bọn họ không phải là đối thủ của tu sĩ Sơn Hải giới, lần nào cũng bị đánh đuổi. 1000 năm trước, trên trái đất đột nhiên xuất hiện vài võ cổ ghìa đột phá hư cảnh. Bọn họ liên hợp lại mới có thể phong ấn, hủy diệt toàn bộ thông đạo Sơn Hải giới, như vậy trái đất mới được yên ổn. Có điều hai bên thông đạo đã bị đóng lại, truyền thừa bên trái đất cũng bị chặt đứt, vậy nên võ cổ giả thời bây giờ, cho dù cố gắng đến chết cũng chỉ tới được hư cảnh mà thôi, dựa theo cách tính của tu chân giới thì tu vi cao nhất cũng chỉ là chuẩn kim đan. Khi tôi đến trái đất vào 3000 năm trước, trong võ cổ giả vẫn có võ cổ giả rất cường đại, nhưng hiện tại truyền thừa đã bị đứt đoạn rồi. Kỳ thật mà nói thì trái đất và Sơn Hải giới là một nhà, có rất nhiều truyền thừa trên trái đất đều đến từ Sơn Hải giới. Nếu không phải bên Sơn Hải giới tàn sát quá nhiều người bên này thì thông đạo cũng sẽ không bị đóng. Chung quy thì võ cổ giả và tu chân giả đều có cùng một mục đích. Nghe Phong Vân Dạ Lang nói xong, trong lòng Dương Bách Xuyên thầm gật đầu, trên cơ bản thì giống với lời Tử Tiên lão đầu nói. Vân Thiên Tà lại hỏi, nếu Sơn Hải giới và trái đất đã tách ra, vì sao người bên Sơn Hải giới còn không ngừng tới trái đất? Theo như tôi biết thì, người bên Sơn Hải giới cũng đang tìm thần mộ, nhưng không ai rõ thần mộ ở đâu, chỉ biết là ở trên trái đất. Phong Vân Dạ Lang giải thích. Vân Thiên Tà gật đầu nói, ồ, lão phu biết rồi, mi đi đi. Có điều phải nhớ kỹ, mi chưa từng gặp qua lão phu, càng không hề nhìn thấy ấn trường sinh. Phong Vân Dạ Lang vội vàng gật đầu, trên trán toát cả mồ hôi, hắn cảm nhận được thần thức cường đại của tiền bối trước mặt này đang bao phủ trên người hắn. Phong Vân Dạ Lang vội vàng đáp, vãn bối xin thề, tuyệt đối không để lộ cho dù là một chữ, nếu như làm trái thì sẽ bị trời phạt. Vân Thiên Tà hài lòng gật đầu, ông phất tay ý bảo Phong Vân Dạ Lang có thể rời đi. Phong Vân Dạ Lang đưa ngón tay ra, một giọt máu tươi xuất hiện, hắn nói, đến nơi này bị vây nhốt 3000 năm, thật là đáng tiếc, sau này e là tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Trước khi rời đi, giọt Phong Vân tinh huyết này tặng cho linh thú của tiền bối, kết thành thiện duyên, cảm tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Đầu ngón tay khẽ búng, giọt tinh huyết bay về phía mi tâm của vượng tử đang ngất xỉu góc đại điện, lập tức cơ thể vượng tử tràn ngập ánh sáng. Ngay sau đó, hai tay Phong Vân Dạ Lang nắm lấy khoảng không trước mặt, hét lớn, phá không, mở. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhìn thấy khoảng không trước mặt Phong Vân Dạ Lang bị cưỡng chế xé toạc, xuất hiện một cánh cửa, hắn ta bước vào trong đó rồi biến mất. Đại điện khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phong Vân này cũng thú vị đấy chứ, nhìn Phong Vân Dạ Lang rời đi, Vân Thiên Tà tự lẩm bẩm. Lão đầu, hắn ta làm gì với vượng tử vậy? Dương Bách Xuyên có chút căng thẳng. Dù sao thì vượng tử cũng không hoàn toàn là linh thú của anh, vượng tử là của vợ Triệu Nam, nếu như xảy ra chuyện gì. Về nhà anh cũng khó ăn khó nói. Không cần lo lắng, cũng là vận may, Phong Vân Thần Khuyển có thể xưng là thánh thú thủ hộ của Vương Triều Hiên Viên ở tu chân giới, đương nhiên là tộc yêu thú cao cấp nhất, đánh đâu thắng đó, tộc Phong Vân Thần Khuyển trời sinh đã có thiên phú về tốc độ và sức mạnh không gian. Con chó này nhận được một giọt tinh huyết của Phong Vân Thần Khuyển, cuối cùng cũng có tư cách sánh ngang với Chồn Nhi, Hầu Đậu Đậu, sau này nhất định sẽ trở thành thần khuyển. Vân Thiên Tà dứt lời, ông quay qua nói với Dương Bách Xuyên, được rồi, thằng nhóc thối, kế tiếp phi sư thật sự phải ngủ say một thời gian rồi, tiêu hao thần hồn quá độ, suýt nữa cũng mất luôn cái mạng già này rồi, con tự giải quyết cho tốt đi. Lão đầu tử, lão đầu tử. Dương Bách Xuyên vội vàng kêu lên, nhưng sư phụ vẫn im lặng, anh còn muốn hỏi Hạt Hắc Liên là chuyện gì. Hiện tại, lão đầu chết tiệt thật sự đã biến mất. Có điều, nghĩ lại cũng đúng, lần này đối mặt Phong Vân Thần Khuyển, lão đầu đã hoàn toàn dựa vào thần hồn để hù dọa hắn ta, nếu không thì hậu quả thật là khó lường, anh và các bạn mình không chừng sẽ trở thành bữa điểm tâm cho Phong Vân Thần Khuyển. Lúc này, ý thức của Dương Bách Xuyên quay về cơ thể. Lần nữa lấy lại được thân thể của mình, anh nhớ tới chị em Lục Vũ Thư, tình huống giữa anh và sư phụ rất giống với chị em nhà họ Lục, bọn họ có thể tiếp quản thân thể của đối phương vào thời điểm mấu chốt. Từ tận đáy lòng, anh cả rất cảm kích lão đầu, việc đầu tiên Dương Bách Xuyên làm sau khi lấy lại được cơ thể chính là đi xem chỗ không gian vừa rồi mà Phong Vân Dạ Lang đã xé rách.
Với anh mà nói thì quả thật là chấn động, theo như cách nói của Phong Vân Dạ Lang, hắn ta đã xé nát không gian giữa trái đất và Sơn Hải giới để rời đi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hiểu đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, thông đạo Sơn Hải không khác gì một vật trang trí cả, vậy thì Tử Tiên lão đầu canh giữ thông đạo Sơn Hải còn ý nghĩa gì nữa đâu. Dương Bách Xuyên không thể hiểu được sự kiên trì của Tử Tiên lão đầu, nhưng chuyện anh đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được. Hiện tại đã lấy được liên tử, việc tiếp theo chính là tìm Tử Tiên lão đầu để giao cho ông. Có điều, cho tới bây giờ Dương Bách Xuyên vẫn chưa nhìn thấy liên tử trông như thế nào. Hoặc là trong hộp đá này rốt cuộc liên tử hay không. Vậy nên, Dương Bách Xuyên định lấy ra xem thử rồi tính. Chuyến đi động Hắc Liên lần này, nghĩ kỹ lại, anh cũng thu hoạch được không ít. Đương nhiên, tất cả đều là cơ duyên, nhiều hơn là nhờ có sư phụ. Nếu không phải có sư phụ anh, có khi bây giờ anh đã trở thành điểm tâm trong bụng Phong Vân Thần Khuyết rồi. Một đám kẻ thù đã bị sư phụ mượn đao giết người, tất cả bọn họ bị Phong Vân Thần Khuyết nuốt chửng. Có thể nói từ giờ trở đi, cái gì mà kẻ thù lớn, cao thủ phái Thanh Thành, thần tông mật tông đều đã chết, về cơ bản thì anh đã không còn kẻ thù nữa rồi. Loại cảm giác này khiến cả người Dương Bách Xuyên nhẹ nhõm, từ khi tu chân tới nay, thần kinh của anh chưa bao giờ được buông lỏng, lúc nào cũng rất căng thẳng. Ngẫm lại đều là do kẻ địch truy đuổi mà thành, mặc dù rất mệt mỏi nhưng cũng trưởng thành rất nhanh. Hôm nay, cuối cùng anh cũng đạt tới tu vi trúc cơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần thêm một bước nữa thôi là kim đan rồi. Nghĩ tới đây thôi cũng khiến Dương Bách Xuyên thổn thức. Nhìn xiềng xích nhốt hiu và ba pháp khí không gian trong tay, Dương Bách Xuyên thu xiềng xích vào trong đan điền để bồi dưỡng. Đây là tiên khí thượng phẩm, có thể nói là với xích nhốt hiu trong tay, mặc dù chỉ có thể phát huy 30% uy lực, nhưng cũng đủ để anh xưng vương xưng bá ở võ cổ giới. Theo như lời Phong Vân Thần Khuyển nói thì trong ba pháp khí không gian này, hắn đã để lại một số thiên tài địa bảo, có điều Dương Bách Xuyên tạm thời không có ý định xem, dù sao thì anh chỉ giữ lại một pháp khí, hai cái còn lại trở về sẽ tặng cho người khác. Có một pháp khí không gian trong người cũng có thể yểm trợ cho bình càn khôn. Đây là điều mà anh hài lòng nhất. Lập tức, trong lòng anh khẽ động, lấy hộp đá ra ngoài, chuẩn bị xem thử liên tử bên trong rốt cuộc là cái quỷ gì. Có thể để cho Phong Vân Thần Khuyển canh giữ 3.000 năm, hoặc nói đúng hơn là chủ nhân của kiếm đồ Long Bạch Trường Mi cố ý giữ hắn ta lại. Mà thân phận của Bạch Trường Mi là một ẩn số, cũng không ai biết người đó còn sống hay không. Theo như Phong Vân Thần Khuyển nói, Bạch Trường Mi rất có thể là người canh giữ thần mộ. Nếu như trên thế giới này có người biết được sự tồn tại của thần mộ, người đó không ai khác chính là Bạch Trường Mi. Mặc dù không biết Bạch Trường Mi là người thế nào, nhưng anh có thể đoán được đối phương là một người vô cùng cường đại, người nắm trong tay kiếm đồ long và tiên khí thượng phẩm xích nhốt hiu tuyệt đối không hề đơn giản, chứ đừng nói là có thể giam cầm Phong Vân Thần Khuyển có tu vi đại thừa kỳ cả 3.000 năm. Trong mắt của Dương Bách Xuyên, Bạch Trường Mi rất định là rất khủng bố. Chỉ có một điều khiến cả anh và Phong Vân Thần Khuyển đều không hiểu, vì sao Bạch Trường Mi lại chôn hạt sen ở đây, còn để lại lời nhắn cho đời sau tới lấy liên tử. Theo lý mà nói thì Bạch Trường Mi để lại một Phong Vân Thần Khuyển tu vi đại thừa kỳ ở lại võ cổ giới, chính là để người sau đến chịu chết, võ giả cổ ở trong cái thế giới này, thử hỏi ai có thể đánh lại được Phong Vân Thần Khuyển với tu vi đại thừa kỳ. Lẽ nào thật giống như Phong Vân Thần Khuyển nói, Bạch Trường Mi để lại liên tử cho người có duyên? Nếu thật sự như vậy, người có duyên này không ai khác chính là anh rồi. Khi đang chìm đắm trong suy nghĩ, Dương Bách Xuyên cảm nhận được Bạch Trường Mi quá khủng khiếp. Lẽ nào ông ta dự đoán được, trên đời này sẽ có một người giống như anh? Trên người có một sư phụ tán tiên 12 kiếp. Từ những suy đoán của mình, Dương Bách Xuyên chỉ có thể nói một câu. Bạch Trường Mi không phải tiên thì chính là thần, ông ta có thể biết trước được chuyện tương lai. Dương Bách Xuyên ghi ơn của Bạch Trường Mi vào tận đáy lòng, tính ra ông ta cũng xem như là quý nhân của anh. Phong Vân Thần Khuyển đã nói, kiếm đầu long chính là của Bạch Trường Mi, bây giờ lại thêm cả khóa nhốt hiu và liên tử nữa. Tất cả đều có quan hệ với Bạch Trường Mi. Hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên mở hộp đá ra, nhưng chiếc hộp lại không hề nhúc nhích. Anh khẽ động, rót chân khí lên hộp đá. Ngay sau đó, rắc rắc, một tiếng, hộp đá đã được mở ra.
Giây tiếp theo, hộp đá phát ra một ánh sáng đen quỷ dị rất chói mắt, không phải màu đen bình thường mà có cảm giác như mặt trời. Đi kèm đó là một khí tức hủy diệt đất trời, Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại theo bản năng, ngay sau đó trong đầu anh là một trận đau đớn, liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, đợi khi Dương Bách Xuyên khôi phục ý thức lại phát hiện mình đang ở trong bóng tối vô biên. Đây là đâu? Anh tự lẩm bẩm. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, không có người trả lời anh. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhận ra ở trong bóng tối là ý thức của mình, không phải cơ thể thực của anh. Anh giống như là một linh hồn bay vất vưởng. Tròn màn đêm vô tận, Dương Bách Xuyên gọi sư phụ Vân Thiên Tà như đá chìm đáy biển, kêu gào chửi bới ông trời thì vẫn vậy. Anh biết mình bị mắc kẹt, nhưng lại không biết mình bị mắc kẹt ở đâu. Nơi này chỉ có bóng tối vô tận. Dương Bách Xuyên bắt đầu bực bội, hoảng hốt, sợ bóng tối. Anh sợ mình sẽ bị kẹt mãi mãi trong bóng đêm vô tận, không cách nào thoát ra được, sau đó dần tan biến. Sau đủ loại phản ứng cảm xúc, cuối cùng là chết lặng. Dù sao thì cũng lơ lửng trong bóng đêm vô tận. Nhưng trong lòng anh vẫn không ngừng hy vọng, chờ đợi một kỳ tích xảy ra. Anh cũng biết, nếu từ bỏ chính mình, thì anh sẽ thật sự tan biến. Vì thế, để tâm trí không bị sợ hãi trước bóng đêm vô tận, anh lắng nghe, bắt đầu sắp xếp đủ các loại truyền thừa tu luyện trong tâm trí của mình. Cảnh giới tu luyện bắt đầu từ luyện khí kỳ, anh từng chút lĩnh hội một lần nữa. Mỗi một giai đoạn nhỏ đều được nghiên cứu một cách tỉ mỉ. Điển tịch tu luyện mà sư phụ truyền thụ trong đầu anh, đủ các thứ hỗn tạp, những thứ nhỏ nhặt như là phân biệt linh dược v.v. Tất cả đều được anh lướt lại một lần nữa, trước đây anh đã xem qua những thứ này, nhưng lại chưa từng tập trung nghiên cứu như hiện tại. Lúc này Dương Bách Xuyên phát hiện tâm mình như đang tĩnh lại. Rất nhiều kiến thức tu luyện v.v. ở trong bóng tối vô tận, anh ngược lại có thể lĩnh hội một cách thông suốt hơn. Thuật khống lôi, chỉ xích thiên nhai công, trích tinh thủ. Tất cả những gì liên quan đến tu luyện đều được ôn tập lại. Hơn nữa còn là lĩnh hội thấu đáo, anh sợ đối mặt với bóng đêm vô tận, sợ thời gian dài đằng đẵng, vì thế mỗi một thứ anh đều xem vô cùng tỉ mỉ và chậm rãi. Ở nơi này, Dương Bách Xuyên đột nhiên có một loại ảo giác, không gian tối tăm này là một căn phòng nhỏ được chuẩn bị đặc biệt để tu luyện. Đương nhiên trong lúc nghiên cứu truyền thừa trong đầu, trái tim bất an của anh cũng dần bình tĩnh lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một ngày, hoặc là một năm, cũng có thể là 1.000 năm, Dương Bách Xuyên đã nghiên cứu xong tất cả mọi truyền thừa trong đầu. Lúc này, anh đã quên đi cảnh vật xung quanh, tâm trí tiến vào một trạng thái huyền diệu. Tạo hóa quyết trong cơ thể cũng được tự tin vận chuyển, anh đã có giác ngộ trên cảnh giới tu luyện. Cửa ải của trúc cơ tầng 9 đỉnh phong cũng trở nên nhẹ nhàng. Đột nhiên, trong đầu anh có tiếng ầm vang dội, nhưng anh cũng phát hiện, tu vi của mình đã đột phá đến kim đan kỳ. Ngay sau đó, trong đầu anh xuất hiện thêm một lượng thông tin. Trong bóng đêm vô tận bỗng nhiên có một tia sáng, theo ý thức, Dương Bách Xuyên bay về phía ánh sáng này. Sau khi chạm tới ánh sáng, có một lực kéo xuất hiện. Tiếp đó, bên tai anh nghe được một giọng nói quen thuộc. Anh Dương. Là Mai Thi Dĩnh đang gọi anh. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng, anh biết ý thức của mình đã ra khỏi không gian hắc ám. Ý thức quay về, anh mở mắt ra, quả nhiên là Mai Thi Dĩnh đang đứng trước mặt anh nhìn thấy cả Chiêm Khánh Nhân, Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm, Trần Trầm Hương, Hồ Tiên Nhi. Chi chi, chi chi, gâu gâu. Ba linh thú cũng nhào vào ngực anh. Lần nữa anh mở mắt, mình vẫn đang ở trong đại điện. Mà tất cả mọi người đều đã tỉnh lại từ trong cơn mê. Đầu Dương Bách Xuyên là một trận đau nhức, anh phát hiện trong đầu anh xuất hiện một loạt thông tin, là thông tin liên quan tới liên tử. Lúc này anh mới hiểu, cái không gian hắc ám kia thật ra chính là không gian liên tử. Mà hiện tại liên tử đã chạy vào trong đầu anh rồi. Chính xác mà nói thì không gian hắc ám kia chính là không gian của liên tử, chỉ có ý thức mới có thể tiến vào không gian. Nhưng đây cũng là một nơi để tu luyện. Không gian của cảm ngộ và lĩnh hội cảnh giới tu vi. Anh cũng ý thức được bản thân ở không gian liên tử như vô số năm, nhưng cũng ý thức được cảnh giới tu vi của mình đã đột phá tới kim đan kỳ.
Đương nhiên chỉ là cảnh giới, hiện tại chỉ có hội tụ đủ linh khí của đất trời thì anh mới có thể tiến vào kim đan kỳ chân chính. Là không gian liên tử giúp anh chuyên tâm cảm ngộ để đột phá. Lần thứ hai nhắm mắt quan sát, thông tin anh nhìn thấy là, Dương Bách Xuyên nhìn thấy hàng chữ cuối cùng khiến toàn thân anh chấn động. Hắc Liên nói, liên tử bị giam cầm trong không gian và thời gian. Chấm. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới hiểu rõ, thứ anh nhận được không chỉ là liên tử, mà còn là cảm ngộ của Hắc Liên thành đạo, gọi là hạt giống Hắc Liên, nhưng cái này cần anh phải đi lĩnh hội từ từ. Điểm này còn có chút rõ ràng, nhưng anh không biết không gian liên tử có thể để ý thức tiến vào trong cảm ngộ cảnh giới tu luyện, hơn nữa không gian này còn chi phối theo ý niệm của mình. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã biết, khoảnh khắc anh mở hộp đá ra thì liên tử đã tiến vào trong đầu anh rồi, về sau không gian tối cũng xem như là một khảo nghiệm dành cho anh, thông qua được khảo nghiệm thì anh sẽ có thể chi phối được không gian. Đương nhiên là ý niệm tiến vào để cảm ngộ cảnh giới tu luyện. Thời gian có thể khống chế dài nhất là 1.000 năm, cũng có nghĩa là ở bên ngoài một ngày có thể lĩnh hội được 1.000 năm khi ở trong không gian liên tử. Đương nhiên với tu vi hiện tại thì anh vẫn chưa thể khống chế được 1.000 năm, trước mắt chỉ có thể mở ra thời gian 10 năm, nói cách khác thì ý thức của anh ở trong không gian hạt sen không vượt qua 10 năm. Thời gian khống chế không gian sẽ tăng theo tu vi của anh. Có thể khiến anh cảm ngộ cảnh giới tu luyện trong bóng tối, đây chính là tài nguyên lớn nhất. Còn gì có thể quan trọng bằng việc nâng cao cảnh giới tu vi đây? Thậm chí còn quan trọng hơn lĩnh hội pháp thuật gấp bội lần. Điều cuối cùng là, Dương Bách Xuyên phát hiện, chỉ cần anh muốn thì anh còn có thể mang theo ý niệm của người khác kéo vào trong không gian hạt sen, người đó cũng có thể lĩnh ngộ tu luyện. Đồng thời ở không gian Hắc Liên, hiện tại anh chính là chúa tể. Lúc này, hạt sen đã dung hợp lại với anh, thừa nhận anh. Nói cách khác, chỉ cần không một người nào có tinh thần lực mạnh hơn anh thì anh vẫn có thể cưỡng ép giam ý thức của bọn họ vào trong bóng tối vô biên của không gian hạt sen. Đây vẫn chỉ là bí mật về không gian giữa hai hạt sen, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng được, hạt sen tồn tại trong đầu anh có một khí tức rất cường đại, loại khí tức này khiến chủ nhân như anh cũng không tiến lại gần được. Dương Bách Xuyên cũng không biết chuyện này đối với anh mà nói là phúc hay là họa. Hạt sen đang ở trong ý thức của anh nhưng lại không cho anh tiếp cận, chỉ có thể sử dụng tinh thần lực để xây dựng không gian ý thức. Vì thế Dương Bách Xuyên cho rằng hạt sen này vẫn còn điều gì đó thần bí chưa được tiết lộ, chỉ có điều, trước mắt anh cũng không biết điều thần bí đó là gì. Dương Bách Xuyên thầm than thở, rất tiếc là sư phụ lại lâm vào trạng thái ngủ say, nếu không thì anh có thể để sư phụ xem thử, hoặc là sự tồn tại của liên tử đối với anh rốt cuộc là phúc hay là họa. Còn có một vấn đề lớn đó là, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghĩ ra, hiện tại hạt sen đã tiến vào trong ý thức của anh nên ăn nói với Tửu Tiên lão đầu thế nào đây? Mặc dù Tửu Tiên lão đầu chỉ nói là để bọn họ tới động Hắc Liên lấy một bảo vật, cũng không nói cụ thể là bảo vật gì, có điều Dương Bách Xuyên nghĩ, bảo vật của cả cái động Hắc Liên này chỉ có hai món. Thứ nhất đương nhiên là liên tử, cái này thì không nói, là do liên tử chủ động chọn tiến vào ý thức của anh để nhận chủ. Vật thứ hai có thể xem là bảo vật chính là khóa nhốt yêu, sư phụ nói khóa nhốt yêu là tiên khí thượng phẩm, ở võ cổ giới mà nói tới tiên khí thượng phẩm thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, đều là tiên khí thượng phẩm nhưng gương côn luân của Chiêm Khánh Nhân hay là kiếm thanh hồng của Mai Thi Dĩnh đều không thể so sánh được với khóa nhốt yêu. Xấu hổ là, khóa nhốt yêu cũng là do sư phụ trợ giúp, anh mới có thể luyện hóa thành pháp khí của riêng mình. Nếu như bảo vật mà Tửu Tiên lão đầu nhắc tới là hai thứ này thì anh đều đã lấy được. Có điều, khóa nhốt yêu thì anh có thể lấy ra được, nhưng hạt sen thì không thể, bởi vì hạt sen ở trong ý thức anh tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại, ngay cả ý thức của anh cũng không thể đến gần được, chỉ có thể sử dụng không gian hạt sen, hơn nữa hạt sen quá quan trọng, nếu như để người ta biết được trong ý thức của anh có hạt sen thì cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng là... Dương Bách Xuyên nhớ lại Tửu Tiên lão đầu từng nói, mục đích chủ yếu là giam cầm trận pháp. Cho dù là gì thì anh đều phải đi xem thử, chỉ cần khóa nhốt yêu có thể dùng được thì anh cũng không ngại giao ra. Dương Bách Xuyên giống như là tỉnh dậy từ một giấc mơ nghìn năm, trong đầu suy nghĩ quá nhiều, khi bình tĩnh lại, Mai Thi Dĩnh lại hô lên một tiếng, anh Dương. Lúc này Dương Bách Xuyên mới chợt bừng bình. À, anh Dương,
anh không sao chứ? Mai Thi Dĩnh hỏi. Không sao rồi, mọi người đều ổn chứ? Dương Bách Xuyên nhìn về phía mấy người kia hỏi. Tất cả đều không sao rồi, em và Tiểu Hòa Thượng sau khi tỉnh đã giúp Chiêm Sư Huynh và Trần Sư Đệ giải độc tố trong cơ thể, bây giờ mọi người đều không có thiệt hại gì, nhưng mà anh lại dọa chết bọn em rồi, em gọi kiểu gì anh cũng không tỉnh, nếu không phải anh vẫn thở thì bọn em đều cho là anh đã chết rồi. May mà anh đã tỉnh lại, Mai Thi Dĩnh kể rõ mọi chuyện. Thằng nhóc này sao còn tỉnh chậm hơn cả bọn tôi vậy? Có biết tôi đứng đây đợi cậu 2 ngày rồi không, nếu cậu còn không chịu tỉnh lại, chúng tôi còn chuẩn bị đem cậu đi chôn sống đấy. Chiêm Khánh Môn cười nói. Anh dám không? Dương Bách Xuyên cũng cười theo, lần hành trình đi tới Động Hắc Liên này cũng xem như là bình an vô sự, đều còn sống, so với đám người lão lạt ma bị phong vân thần khuyển nuốt chừng thì 6 người chúng ta may mắn hơn nhiều. Mọi người đều đại nạn không chết, tất cả đều còn sống, bọn họ trêu ghẹo nhau vài câu qua lại. Trong lúc trêu ghẹo cũng trao đổi một số tin tức lúc trước, nhưng bọn họ chán nản khi phát hiện, tất cả đều hôn mê bất tỉnh, không nhớ cái gì cả. Mà Dương Bách Xuyên cũng nói xạo là mình cũng hôn mê, anh thực sự không biết làm thế nào để giải thích chuyện này với họ. Lẽ nào phải nói con chó kia là phong vân thần khuyển, là tu vi đại thừa kỳ? Hay là nói sư phụ vân thiên tà của mình đã ra tay? Rất nhiều vấn đề anh không thể giải thích cho họ được, dứt khoát giả ngu vậy. Đến cuối cùng, Chiêm Khánh Nhân vẫn hỏi một câu sắc bén, tôi đã nhìn qua cả đại điện rồi, căn bản không thấy cái thứ bảo vật nào cả. Càng đừng nói tới liên tử, lẽ nào thông tin mà chúng ta nhìn thấy trong hòn đá dưới núi Hắc Liên là giả sao? Nếu như không có bảo vật gì, vì sao các lão tổ còn muốn chúng ta tới đây, quay về nên ăn nói thế nào với bọn họ bây giờ? Lúc này Dương Bách Xuyên phải đem khóa nhốt yêu ra ngoài, nếu không đi gặp tử tiên lão đầu mới lấy ra thì cũng khó giải thích. Anh nói, lúc trước trong địa điện tôi đoạt được một tiên khí, có lẽ đây chính là bảo vật mà tử tiên lão đầu muốn chúng ta đi tìm. Dứt lời, Dương Bách Xuyên khẽ động, khóa nhốt yêu xuất hiện trên tay anh. Lúc này, tất cả bọn họ đều mở trừng mắt, bọn họ có thể cảm nhận được khí tức cường đại từ khóa nhốt yêu trên tay Dương Bách Xuyên. Quan trọng là Dương Bách Xuyên còn nói đây là tiên khí. Lúc này trong mắt bọn họ đều tràn ngập vẻ hâm mộ, nhưng cũng biết đây là cơ duyên của Dương Bách Xuyên, vì vậy cũng không nói gì. Chỉ có Tiểu Hòa Thượng và Mai Thi Dĩnh là quen thuộc với khóa nhốt yêu trong tay của Dương Bách Xuyên, chính là cái khóa trên cổ con yêu khuyển cường đại kia. Ánh mắt Tiểu Hòa Thượng lóe lên nhìn về phía Dương Bách Xuyên, nhưng cậu cũng không hỏi gì cả, theo cậu thì đây cũng là vận may của Dương Bách Xuyên, cậu không nhất thiết phải hỏi, tránh cho Dương Bách Xuyên lại có ấn tượng không tốt về cậu. Mà thông minh như Mai Thi Dĩnh lại càng không hỏi. Lúc này Dương Bách Xuyên đề nghị mọi người rời khỏi đây nhanh chóng. Dù sao thì trên tay họ cũng đang cầm khóa nhốt yêu, phải đi tới nơi mà tử tiên lão đầu đã nhắc tới trong thư. Dựa theo bức thư mà tử tiên lão đầu viết thì, điểm ranh giới nằm ở nơi giao nhau của núi Hắc Liên và rừng Hắc Thạch, cũng là trung tâm của bí địa Trường Sơn, hiện tại xem ra đây cũng là nơi đóng giữ thông đạo Sơn Hải giới rồi. Nói thật thì Dương Bách Xuyên cũng muốn đi xem thử cái gọi là thông đạo Sơn Hải giới. 6 người và 3 linh thú cũng trở về đường cũ, chỉ có điều mưa gió, lôi điện, khí độc của núi Hắc Sơn đều đã biến mất, điều này khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ có trong lòng Dương Bách Xuyên ngầm đoán được, chuyện này hẳn là có liên quan tới liên tử. Lúc xuống núi rất nhanh, không tới nửa tiếng đồng hồ bọn họ đã đứng dưới chân núi Hắc Liên, theo như bản đồ mà tử tiên lão đầu vẽ trong thư thì phương hướng của ranh giới này phải đi vòng về phía sau núi Hắc Liên. Mà trên cơ bản, ba mặt của núi Hắc Liên nhìn thì có vẻ như sương mù dày đặc, vốn cho là không có con đường nào, lúc đi vòng qua thì mới phát hiện có một con đường đá xanh nhỏ. 6 người đi rất nhanh, sau 1 canh giờ, bọn họ đi ra khỏi sương mù, bọn họ nhìn thấy một ngọn núi ở trước mắt, nói đúng ra thì cũng không phải là núi. Mà là một bông Hắc Liên cao khoảng 100 mét. Nó giống như một tảng đá khổng lồ được điêu khắc thành hình Hắc Liên, chính là một đài sen màu đen. Nhưng càng giống hơn tòa nhà hơn 30 tầng. Khi bước vào, anh phát hiện có những bậc thang xung quanh Hắc Liên, dẫn thẳng đến đỉnh. Chiêm Khánh Nhân ngẩng đầu líu lưỡi không nói nên lời, đây là kiến trúc mà con người có thể điêu khắc ra sao? Dương Bách Xuyên nhíu mày, sợ không phải con người, khí tức trận pháp của đài sen này rất cường đại,
nhưng lại không có cảm giác nguy hiểm, chúng ta lên đi, cũng có phía trên đài sen chính là thông đạo mà tiểu tiên lão đầu nói. Sau đó 6 người cùng 3 linh thú cẩn thận bước lên bậc thang được bao quanh bởi đài hoa sen chỉ rộng 1 thước, độ dốc gần 70 độ, đi vòng qua rồi đi thẳng lên đỉnh. Cũng may là không xuất hiện nguy hiểm gì. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, bọn họ cuối cùng cũng lên được đến đỉnh. Nói chính xác hơn là một cánh cổng cao 3 mét, cánh cổng nhìn như đang mở, nhưng lại có kết giới. Nhìn xuyên thấu vào, bên trong là hình dạng lõi của đài sen, một mặt phẳng có đường kính từ 80 đến 90 mét, xung quanh là những phù văn sáng lấp lánh đang chuyển động. Bên trong, 6 người Dương Bách Xuyên nhìn thấy 9 ông già tóc hoa râm, mỗi người ngồi ở một bên. Tửu tiên lão đầu cũng ở trong đó. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy phù văn đang chuyển động, cả người anh chấn động, tự lẩm bẩm đại trận thông thiên. Khi ở trong không gian liên tử, anh đã nghiên cứu lại tất cả những kiến thức tu chân mà sư phụ truyền thụ lại cho anh, đương nhiên là không thể thiếu trận pháp. Lần đầu tiên đến đây, anh có thể thấy được toàn bộ đài sen này thật ra là một trận pháp thông thiên khổng lồ. Hơn nữa trận pháp này còn có một cái tên khác là truyền tống trận, đại trận này có thể liên hệ trao đổi với một thế giới khác. Trên cửa có cấm chế kết giới nên mấy người bọn họ không vào được. Lúc này, Dương Bách Xuyên hô lớn về phía tửu tiên lão đầu, tửu tiên lão đầu. Có lẽ là do nghe thấy tiếng hô của Dương Bách Xuyên, tửu tiên lão đầu và những người khác ở bên trong đều không hẹn mà cùng trợn mắt. Họ đồng loạt nhìn về phía mấy người Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, tửu tiên lão đầu ra hiệu với người đọc kết giới. Ngay sau đó, kết giới biến mất. Lúc này, 6 người Dương Bách Xuyên mới đi vào cửa đài sen và đi vào trong. Sau khi đi vào, Dương Bách Xuyên nhận ra toàn bộ đài sen đều khắc phù văn của trận pháp, nó vô cùng cổ xưa. Đó chính là phù văn của đại trận thông thiên ghi chép trong truyền thừa trong đầu. Không cần hỏi cũng biết nơi này chính là thông đạo đến Sơn Hải giới mà 9 người tửu tiên lão đầu bảo vệ. Dương Bách Xuyên, quả nhiên lão phu không nhìn nhầm người. 6 người các cô các cậu quả thực đều là những người kiệt xuất trong số những thanh niên đồng trang lứa. Tửu tiên lão đầu đang khen mọi người, nhưng thật ra ông ta vẫn coi trọng Dương Bách Xuyên nhất. Bởi vì ông ta đã phát hiện ra Dương Bách Xuyên là người có khí vận nghịch thiên từ lâu rồi. Theo lý thuyết, đến động Hắc Liên chính là thực lực của anh, cũng là thập tử vô sinh. Nhưng bí cảnh Trường Bạch đóng giữ lâu như vậy, chính ông ta cũng hiểu rõ thông tin để lại trên tấm bia đá dưới chân núi Hắc Liên. Ông ta biết, người có thể thành công đi vào động Hắc Liên không chắc chắn phải có thực lực hay tu vi cao, vận may mới là cái chính, phải là người có duyên mới vào được. Tửu tiên lão đầu ra khỏi bí địa và gặp Dương Bách Xuyên, ông ta đã chính mắt chứng kiến Dương Bách Xuyên trưởng thành và thay đổi như thể nào trong một năm ngắn ngủi. Ông ta cũng biết một số chuyện của Dương Bách Xuyên nên cũng biết anh không phải vật trong ao. Thế nên khi đó ông ta đã nghĩ, liệu Dương Bách Xuyên có thể là người có duyên kia hay không? Nếu anh có thể bắt được liên tử của đệ nhất Hắc Liên của Hồng Hoang Hắc Thành thì đương nhiên có thể gia cố phong ấn của trận pháp thông đạo của hai đài này tại đây. Mấy năm nay, khi 9 người bọn họ dừng tay lại cảm giác được một đầu khác của thông đạo có dao động mãnh liệt, mỗi ngày lại càng mạnh hơn. Điều đó chứng minh rằng có người ở Sơn Hải giới muốn mạnh mẽ mở thông đạo ra. Nhưng đại trận này là trận pháp thời thượng cổ, muốn mở ra cũng không dễ đến vậy. Nhưng điều khiến làm tửu tiên lão đầu lo lắng là, những năm gần đây không chỉ có một mình ông ta từng đi ra ngoài. 9 người bọn họ đều thay phiên nhau đi ra ngoài. Điều khiến tửu tiên lão đầu lo lắng nhất chính là trong 9 người lại xuất hiện sự chia rẽ. 9 người bọn họ đóng giữ thông đạo phòng ngừa có người của Sơn Hải giới qua đây gây hại cho sinh linh trên địa cầu, đều là quy định mà thế hệ trước của sư môn truyền thừa xuống. Nhưng hiện tại trong 9 người bọn họ, có 3 vị của Mật Tông, Thanh Thành và Thiên Cương Sơn đã thống nhất và đưa ra ý kiến từ bỏ việc đóng giữ thông đạo. Nguyên nhân là bởi vì nếu người bên Sơn Hải giới thật sự muốn mở thông đạo ra thì 9 người bọn họ cũng không chống đỡ nổi. Thậm chí nếu mở thông đạo Sơn Hải giới, để trái đất và Sơn Hải giới liên kết với nhau là có thể có được càng nhiều truyền thừa tu luyện hơn. Chỉ cần không phải thánh nhân thì sẽ có tâm tư riêng. Lão tổ của ba tông cho rằng nếu có liên kết với Sơn Hải giới sẽ có thể bù đắp cho những chỗ thiếu hụt trong truyền thừa tu luyện của bọn họ, ai cũng muốn tiến thêm một bước. Đối với Sơn Hải giới, tuy bọn họ chưa đến bao giờ nhưng vẫn biết Sơn Hải giới chính là thế giới có người tu chân tồn tại, họ có pháp thuật thần thông. Bọn họ rất hướng tới điều này.
Suy nghĩ này của ba người chính là sự phản bội trong mắt mấy người tử tiên lão đầu. Đây là đang đưa địa cầu đi đến con đường cùng, vì vậy họ kiên quyết không đồng ý. Vì thế, đã có một cuộc tranh chấp lớn xảy ra giữa 9 người. Cuối cùng, ba người kia không phản đối phe 6 người của tử tiên lão đầu nữa, nhưng giữa 9 người lại nảy sinh sự ngăn cách. Điều khiến tử tiên lão đầu kinh hãi là lần này đi ra ngoài ông ta đã nghe được một vài lời đồn, rằng hai tông môn lớn ở nước ngoài là Thần Tông và M. Nguyệt Môn truyền tin ra ngoài là lần này khi bí địa núi Trường Bạch mở ra, họ muốn mở thông đạo Sơn Hải. Lần này, tử tiên lão đầu đã biết tính nghiêm trọng của việc này. Khả năng cao là ba vị mật tông, Thanh Thành, Thiên Cương Sơn đã bí mật kết hợp với thế lực ở nước ngoài và định nội ứng ngoại hợp mở thông đạo ra. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là suy đoán và tin vỉa hè ông ta nghe được mà thôi chứ không có chứng cứ trực tiếp. Nhưng tử tiên lão đầu lựa chọn tin vào điều đó, chuyện liên quan đến an nguy của sinh linh địa cầu thì cần phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cho nên, sau khi rời khỏi đây, tử tiên lão đầu đã chuẩn bị chọn lựa đệ tử của các tông môn của Hoa Hạ để đi Động Hắc Liên mạo hiểm một phen. Không biết có thể có được liên tử từ Động Hắc Liên hay không? Rồi sau đó mượn sức mạnh của liên tử để gia cố phong ấn thông đạo một lần nữa. Trên thực tế chính ông ta cũng không biết liên tử có sức mạnh gia cố và phong ấn thông đạo hay không. Đây gần như là sự tin tưởng vào truyền thuyết của Động Hắc Liên, cũng chính là một lần đánh cược. Về phần Dương Bách Xuyên thì hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước sau khi ra khỏi bí địa núi Trường Bạch, chuyện không ổn đã xảy ra trong quá trình luyện công khiến ông ta không còn tỉnh táo, lúc đó mới đụng phải Dương Bách Xuyên. Nhưng cũng không ngờ rằng vầng sáng thần bí trên người Dương Bách Xuyên quá nhiều, bởi vậy ông ta bèn ở lại bên cạnh và trợ giúp Dương Bách Xuyên, để Dương Bách Xuyên nợ ông ta ân huệ. Chính vì thế mới có việc bây giờ Dương Bách Xuyên dẫn dắt 5 người chiêm khánh nhân trong hành trình đi đến Động Hắc Liên. Niềm vui lớn nằm ở chỗ, bọn họ có thể tìm tới nơi này đã nói lên rằng 6 người bọn họ đã thành công đi một lượt trong Động Hắc Liên, nói chung là có thu hoạch. Trong truyền thuyết, có rất nhiều người đi vào khu thứ 3 của Động Hắc Liên nhưng chưa từng có người nào đi ra. Mà hiện tại khi đám Dương Bách Xuyên xuất hiện ở chỗ này, đủ để chứng minh ông ta đã thành công. Bây giờ phải xem bọn Dương Bách Xuyên đã đạt được cái gì từ Động Hắc Liên. Có phải liên tử trong truyền thuyết hay không hay là những cái khác, chỉ cần có thể gia cố phong ấn trên trận pháp thông đạo là được. Trải qua một thời gian dài, sức mạnh của trận pháp thông đạo ở nơi này đã dần tiêu tán. Những năm gần đây hoàn toàn dựa vào việc 9 người bọn họ không ngừng dùng chân nguyên của bản thân để duy trì. Giây phút nhìn thấy Dương Bách Xuyên, tử tiên lão đầu đã suy nghĩ đến rất nhiều việc. Mà Dương Bách Xuyên lại phát hiện ra rằng khi anh và tử tiên lão đầu nói chuyện, trong nháy mắt có 3 luồng tinh thần lực mang theo chút địch ý chợt lóe trên người anh rồi biến mất. Cho dù 3 luồng tinh thần lực chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng nếu bàn về sức mạnh tinh thần lực thì hiện tại Dương Bách Xuyên không hề kém họ. Thoáng cái anh đã chụp được, quay đầu nhìn thử thì đúng là 3 lão già đứng ở 3 vị trí khác nhau. Lúc này, 5 người chiêm khánh nhân trước sau mở miệng. Bái kiến lão tổ. 5 người bọn họ cúi chào 5 lão tổ của nhà mình. Đương nhiên chỉ có chiêm khánh nhân gọi tử tiên lão đầu là đại sư bá. Sư phụ của thằng nhóc này là sư đệ của tử tiên lão đầu nên có vai vế cao hơn một chút. 5 người lần lượt đại diện cho truyền thừa 5 tông môn và gia tộc lớn, Côn Luân, Thiếu Lâm, Nga Mi, Thiên Cương Sơn, người Hồ Tiên Nhi bái kiến chính là lão tổ của nhà họ Hồ. Sau khi chào hỏi một lượt, tử tiên lão đầu giới thiệu cho mấy người Dương Bách Xuyên, vị này chính là đại sư Khô Mộc của Thiếu Lâm, Linh Nguyên Sư Thái của Nga Mi. Sau khi giới thiệu nhau xong, Dương Bách Xuyên mới phát hiện 8 người trong số 9 người chính là 8 tông môn lớn của Hoa Hạ. Dư lại một người chính là lão tổ của nhà họ Hồ. Ngoại trừ tử tiên lão đầu thì người thân cận với Dương Bách Xuyên nhất chính là lão tổ của Võ Đang. Nhưng ở trước mặt Dương Bách Xuyên thì vai vế của ông ấy còn phải gọi Dương Bách Xuyên một tiếng sư thúc. Không có cách nào cả, xét về vai vế thì Dương Bách Xuyên xem như truyền thừa cách thế hệ, cùng thế hệ với trưởng giáo lập nên Võ Đang Khai. Đệ tử Võ Đang Viên Siêu bái kiến sư thúc tổ. Viên Siêu đã nghe được quan hệ của Dương Bách Xuyên và Võ Đang từ miệng tử tiên lão đầu, thế nên bây giờ cũng chào Dương Bách Xuyên một cách vô cùng nghiêm chỉnh và đúng theo quy củ. Không được không được, chúng ta đừng xét vai vế. Dương Bách Xuyên vội vàng nâng Viên Siêu dậy. Lễ không thể bỏ,
chưa kể Viên Siêu đã nghe Lôi Đình nói về ơn lớn của sư thúc với Võ Đang, cảm ơn sư thúc đã chăm sóc quan tâm đến đệ tử Võ Đang. Viên Siêu thật lòng cảm ơn. Tôi cũng chỉ làm điều nên làm thôi. Hai người khách sáo một phen. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, Lôi Đình, vì sao không thấy đệ tử của tông môn Thanh Thành tôi? Nghe thấy vậy, Dương Bách Xuyên nhìn qua thì thấy là lão tổ Thanh Thành lên tiếng, giọng nói mang theo chất vấn hỏi tử tiên, hoặc có thể nói là Lôi Đình. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm thấy hình như tử tiên lão đầu chưa nói việc anh đã giết đệ tử của Thanh Thành cho vị lão tổ này thì phải. Nếu không lão tổ Thanh Thành đã đánh nhau với mình rồi. Anh Mộc Thiết, tôi đã nói rồi, lần này trong số những người được chọn tiến vào động Hắc Liên, đệ tử của Thanh Thành và Mật Tông không phù hợp với điều kiện. Chắc là bọn họ đang thám hiểm tại phần ngoài bí địa. Tử tiên lão đầu bình tĩnh nói. Đệ tử Mật Tông của tôi chẳng lẽ không phù hợp sao? Lão hòa thượng mặc áo cà sa đỏ thẫm của Lạt Ma híp mắt nói. Không phù hợp, tử tiên lão đầu vẫn bình tĩnh trả lời như cũ. Sau đó, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhìn thấy Trần Trầm Hương đi về phía lão tổ Thiên Cương Sơn của anh ta rồi nói gì đó bên tai vị đó, hình như còn liếc mắt nhìn mình một cái. Lúc này, Dương Bách Xuyên nheo hai mắt lại, lòng lạnh lẽo vô cùng. Anh đã đoán được Trần Trầm Hương đang nói cái gì? Hiện tại thoạt nhìn thì trong nhóm người tử tiên lão đầu, ba vị lão tổ của Mật Tông, Thiên Cương Sơn và Thanh Thành ở cùng một phe khác là những người còn lại do tử tiên lão đầu cầm đầu. Mà hiển nhiên Trần Trầm Hương đang nói ra chuyện anh đã giết đệ tử của Thanh Thành và Mật Tông. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, lão tổ của Thiên Cương Sơn nhìn anh với ánh mắt như lưỡi dao, sau đó nói với lão tổ Thanh Thành, anh Mộc, đừng hỏi nữa. Đệ tử của Thanh Thành ông trên cơ bản đã bị vị tên Dương Bách Xuyên này giết sạch rồi. Vừa nói ra những lời này, không khí tại hiện trường lập tức thay đổi. Khí thế của lão tổ phái Thanh Thành vọt lên tựa như núi cao vậy, hơi thở gắt gao khóa chặt Dương Bách Xuyên, ngay sau đó đen mặt nói với Thiên Cương Sơn lão tổ, Trần lão đầu, chuyện cười của ông nghe không mắc cười một chút nào. Đây là do chính miệng con cháu Trần gia tôi đã nói, chẳng lẽ nó lại có thể lừa tôi à? Chắc anh Lôi Đình đây cũng biết chuyện này chứ nhỉ? Không chỉ đơn giản như thế đâu, cái tên tiểu bối Dương Bách Xuyên này còn giết cả thầy trò thánh thủ Miêu Trại nữa, ha ha, bày đặt làm thiếu niên anh hùng cơ. Không chỉ như vậy, một mình cậu ta còn kết thù với năm tông môn lớn bao gồm Mật Tông, Thanh Thành, Miêu Trại, Thần Tông ở hải ngoại và M Nguyệt Môn. Cậu ta đã tàn sát vô số đệ tử, thực sự rất lợi hại. Lão tổ của Thiên Cương Sơn nói với giọng điệu châm ngòi thổi gió. Vốn dĩ Trần Thiên Hải phái Thiên Cương Sơn là người cực lực phản đối việc đi cố thủ thông đạo, nhưng mà ông ta đã bị Lôi Đình cũng chính là tử tiên lão đầu trấn áp. Hiện tại ông ta biết được Dương Bách Xuyên còn từng giết người Miêu Trại từ trong miệng Trần Trầm Hương, điều này khiến Trần Thiên Hải thấy đắn đo trong lòng. Từ đó về sau Trần Thiên Hải không còn nhắc tới vấn đề này nữa, nhưng mà ông ta lắm mưu nhiều kế, biết Mộc Thiết lão tổ phái Thanh Thành thích nhất là sĩ diện và khoe mẽ bản thân mình. Nên ông ta vẫn luôn để phái Thanh Thành dẫn đầu. Hơn nữa ông ta còn âm thầm tới tìm tử tiên lão đầu để bày tỏ thái độ, rằng ông ta sẽ đứng ở phe trung lập giữa Thanh Thành và Mật Tông. Vậy nên lần này mới có cảnh Trần Trầm Hương cùng đến Thiên Cương Sơn với nhóm người Dương Bách Xuyên. Từ trước đến nay Trần Thiên Hải chưa từng thật lòng hướng về ai cả. Ông ta đã có tính toán riêng của mình, bây giờ bắt được cơ hội thì bắt đầu quấy đục nước. Sau khi Lôi Đình trở về từ thế giới bên ngoài, ông ta cực kỳ tôn sùng cái tên hậu bối Dương Bách Xuyên này, không chỉ một lần nói Dương Bách Xuyên là kỳ tài ngút trời ở trước mặt bọn họ, vì vậy Trần Thiên Hải biết rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để chọc ra một lỗ từ trên người của Dương Bách Xuyên. Bởi vì bên phe Lôi Đình có 6 người, Thanh Thành và Mật Tông cộng thêm cả Thiên Cương Sơn của ông ta mới chỉ có 3 người, nếu chia rẽ Miêu Trại thêm chút nữa, bên phe bọn họ sẽ có thêm một người. Vậy lúc đánh nhau sẽ có tổng là 4 người. Hơn nữa trong lần ra thế giới bên ngoài khi trước, Trần Thiên Hải đã dàn cảnh trước rồi, kết hợp với Thần Tông ở hải ngoại và Âm Nguyệt Môn nữa. Thế lực võ cổ hải ngoại rất ủng hộ việc mở ra thông đạo Sơn Hải, cho nên khi Trần Thiên Hải tới tìm Thần Tông và Âm Nguyệt Môn, hai bên cực kỳ ăn nhịp với nhau. Sau khi thương lượng xong, nhân lúc bí địa núi Trường Bạch mở ra lần này, bọn họ sẽ phối hợp trong ngoài cưỡng ép mở thông đạo Sơn Hải ra. Bằng cách đó, bên phe bọn họ sẽ có 6 người, mà bên do Lôi Đình đứng đầu chỉ có 5 người.
hai cao thủ của thần tông hải ngoại và M Nguyệt Môn đều là tu vi hư cảnh. Chín người có mặt ở đây cũng là tu vi hư cảnh, mọi người đều có cùng cảnh giới, 6-5 nắm chắc phần thắng. Trần Thiên Hải đợi một ngày rồi lại đợi hàng chục năm, hiện tại ông ta chỉ hận không thể lập tức mở thông đạo Sơn Hải ra, bởi vì ông ta biết Sơn Hải giới là một thế giới như thế nào. Đó là một thế giới tu chân, mỗi người đều là tu chân giả, còn mạnh hơn cả võ cổ giả, có vô số pháp thuật thần thông, con đường tu chân mới là con đường trường sinh. Thứ mà Trần Thiên Hải theo đuổi chính là đại đạo cao hơn xa hơn cả bây giờ mà không phải chỉ là một võ cổ giả còn con. Gì mà nghe theo cổ huấn đóng giữ thông đạo chứ, đều cút hết đi. Qua các thời kỳ, 8 tông môn lớn của Trung Quốc đều có võ cổ hư cảnh đóng giữ thông đạo Sơn Hải, đến cuối cùng tọa hóa ở trong thông đạo. Trong đạo Phật chỉ ngồi mà chết. Trần Thiên Hải không muốn đi theo con đường cũ của người đi trước. Theo quan điểm của ông ta, chưa chắc tu chân giả trong Sơn Hải giới đều là những kẻ giết người không chớp mắt, vừa ra ngoài là sẽ giết hết người trên trái đất. Mà kể cả bọn họ có giết thật thì cũng chỉ là giết con kiến mà thôi, liên quan gì đến ông ta chứ? Thậm chí Trần Thiên Hải còn cho rằng Côn Luân muốn trở thành bá chủ của giới võ cổ mãi mãi, vì thế mới cố ý phóng đại rằng người bên Sơn Hải giới sẽ tàn sát người trên trái đất, hoàn toàn là đang chém gió thổi phồng. Đó đều là mánh khóe của Côn Luân nhằm giữ được vị trí anh cả của mình trong giới võ cổ, cho nên Trần Thiên Hải không tin, Thanh Thành, Mật Tông cũng không tin. Ở trong mắt Trần Thiên Hải, mấy người đi theo Lôi Đình đều là mấy kẻ cổ hủ, mở ra thông đạo Sơn Hải mới là con đường đúng đắn. Điều này có lợi rất lớn đối với sự phát triển của giới võ cổ, nó có thể bù đắp những thiếu hụt của truyền thừa võ cổ. Tuy rằng cái tên Dương Bách Xuyên này không nằm trong kế hoạch của ông ta, nhưng mà sau khi Trần Thiên Hải nghe nói Dương Bách Xuyên quả thật đã trêu chọc 5 tông môn lớn, ông ta bắt đầu cảm thấy Dương Bách Xuyên chính là ngôi sao may mắn phù hộ ông ta hoàn thành chuyện lớn. Nếu kéo được lão tổ của Miêu Trại về phe bọn họ, vậy kế hoạch cưỡng ép mở ra thông đạo Sơn Hải ngày hôm nay, sẽ thành công. Mấy năm qua bọn họ ngại phe cánh Lôi Đình thế lớn nên không còn nhắc tới việc mở thông đạo Sơn Hải, nhưng mà hiện tại Dương Bách Xuyên chính là một cái cớ, quả thực là một mũi tên bắn trúng 2 chim. Trần Thiên Hải dám khẳng định sau khi 3 vị của Thanh Thành, Mật Tông và Miêu Trại nghe thấy chuyện đệ tử trong môn đều bị Dương Bách Xuyên giết chết thì họ nhất định sẽ ra tay với Dương Bách Xuyên. Mà lão già Lôi Đình chết tiệt ấy chắc chắn sẽ bảo vệ Dương Bách Xuyên, đến lúc đó quan hệ giữa mọi người sẽ xuất hiện vết nứt, vậy là ông ta có thể thực hiện kế hoạch mở ra thông đạo Sơn Hải rồi. Quả nhiên, sau khi vừa nói xong, sắc mặt của lão tổ Miêu Trại lập tức trầm xuống, Miêu Thánh Thủ có ý nghĩa gì đối với Miêu Trại chứ? Đó là nền tảng tạo nên cây cột chống trời của Miêu Trại, hiện giờ lại bị Dương Bách Xuyên giết chết. Chẳng khác nào đang lật đổ Miêu Trại cả. Điểm này lão tổ của Miêu Trại tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Lôi Đình, những gì Thiên Hải nói là thật sao? Lão tổ phái Thanh Thành âm trầm hỏi. Đúng vậy, Lôi Đình đạo hữu, cái tên Dương Bách Xuyên này đã giết thánh thủ của Miêu Trại ta thật ư? Lão tổ của Miêu Trại truy hỏi. Lão tổ Mật Tông không nói gì nhưng sắc mặt cũng trầm xuống. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Lôi Đình, nhưng hơi thở lại khóa chặt Dương Bách Xuyên. Chỉ cần xác định được Dương Bách Xuyên đã giết người của mấy tông môn nhà bọn họ, như vậy bọn họ sẽ lập tức chém chết Dương Bách Xuyên. Vào thời khắc này, kể cả Trần Thiên Hải, không một ai trong số họ thèm để Dương Bách Xuyên vào mắt. Tuy rằng trong lòng đã nghĩ tới đáp án nhưng Dương Bách Xuyên vẫn muốn nghe xem Tử Tiên lão đầu sẽ trả lời lão tổ Miêu Trại như thế nào. Thật ra Dương Bách Xuyên đang cảm thấy rất mâu thuẫn trong lòng, là bạn bè, anh không muốn làm Tử Tiên lão đầu phải khó xử. Lý trí nói với anh rằng anh nên giúp Tử Tiên lão đầu giải quyết vấn đề khó khăn này. Sau khi Dương Bách Xuyên nghĩ kỹ, anh hít một hơi thật sâu và chuẩn bị lên tiếng, nhưng mà Tử Tiên lão đầu đã mở miệng trước, ông già ấy vừa nói xong đã khiến cho toàn thân của anh run cả lên. Chỉ nghe Tử Tiên lão đầu chậm rãi mở miệng nói, lão phu tung hoành cả đời, giết người vô số, kẻ thù chiếm phần đông, duy chỉ có bạn bè là chẳng được mấy ai. Ông ta nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng Dương Bách Xuyên là bạn vong niên của lão phu, trước đạo nghĩa lão phu kiên trì tín niệm của mình, nhưng cũng không muốn bán bạn bè. Đám lòng muông dạ thú các ngươi làm sao lão phu có thể không biết? Hôm nay ai dám động đến một cọng tóc gáy của Dương Bách Xuyên, lão phu sẽ giết kẻ đó, dám phá hoại thông đạo Sơn Hải lão phu cũng sẽ không nương tay.
Tử tiên lão đầu tỏ rõ ý của mình, cá và chân gấu đều không thể chiếm được, nhưng ông ta vẫn muốn hết. Dương Bách Xuyên biết hậu quả tử tiên lão đầu làm vậy chính là liều mạng già, tương đương với việc phải hy sinh bản thân ông ta. Ngoài cảm động ra thì anh cũng âm thầm vui mừng, anh và tử tiên lão đầu là bạn vong niên. Không phí công kết bạn. Đúng vào lúc này chỉ nghe tử tiên lão đầu tiếp tục nói, Trần Thiên Hải, bố cục mấy năm nay của ông cuối cùng cũng như mong muốn, gọi hai tên tiểu nhân cầu nối bên ngoài vào đi. Vừa rồi tử tiên lão đầu đã phát hiện hai hơi thở mạnh mẽ, chỉ là ảo ảnh, không cần nghĩ cũng đoán được là hai cao thủ hư cảnh ở nước ngoài của Thần Tông và M. Nguyệt Môn. Trần Thiên Hải tỏ ra sững sờ rồi sau đó kịp phản ứng, trong lòng sợ hãi. Ông ta không cảm giác được bên ngoài có người đến, nhưng Lôi Đình lại cảm nhận được, điều này cho thấy tu vi của Lôi Đình lại tăng lên. Mà bây giờ người tới bên ngoài có thể là hai tên hư cảnh của Thần Tông và M. Nguyệt Môn và ông ta đã hẹn trước. Trần Thiên Hải đối mặt với thái độ kiên định muốn bao che cho Dương Bách Xuyên của Lôi Đình, trong lòng mừng như mở cờ. Ông ta biết một chút, lão tổ Miêu Trại xem như đứng về phía bọn họ, hơn nữa hai đại cao thủ bên ngoài đã đến đông đủ, chuyện hôm nay sẽ thành công. Trần Thiên Hải nghĩ tới đây là triệt để xé tấm màn che lá mặt lá trái, không che giấu với Lôi Đình nữa, mở miệng nói thẳng, nếu đã thế, hai vị đạo huynh xuất hiện đi. Trần Thiên Hải vừa dứt lời, từ lối vào hai ông lão 60 tuổi một cao một thấp đi tới. Thần Tông phòng học lệnh, M. Nguyệt Môn Tuần Bình, không ngờ rằng các người vẫn chưa chết. Lôi Đình híp mắt nói. Dương Bách Xuyên nhìn theo ánh mắt của tử tiên lão đầu, Thần Tông phòng học lệnh là một lão già cao gầy, mà M. Nguyệt Môn Tuần Bình là một người béo lùn. Trên người cả hai tỏa ra hơi thở giống tử tiên lão đầu 9 phần, cho thấy hai người này cũng là võ cổ giả hư cảnh. Lôi Đình ông cũng chưa chết, tất nhiên bọn tôi phải sống thật tốt rồi. Thần Tông phòng học lệnh cười lạnh. Xem ra các người mở thông đạo Sơn Hải Tà Tâm vẫn chưa chết, sớm biết vậy năm đó lão phu nên giết bọn nước ngoài các người. Lôi Đình toàn thân sát khí bừng bừng nói. 60 năm trước hai người này từng dẫn đầu cao thủ cổ võ nước ngoài muốn mở thông đạo Sơn Hải, nhưng người do Lôi Đình lãnh đạo giành thắng lợi, hai người bị thương nặng bỏ trốn, không ngờ rằng hôm nay hai người này lại tới nữa. Đương nhiên điều này cũng nằm trong dự đoán của Lôi Đình. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Lôi Đình, hôm nay ông đã biết chưa, sự kiên trì của ông là sai, trái đất vốn là một bộ phận của Sơn Hải giới, hai cái phần đuôi một thể, tiên hiền thượng cổ để lại thông đạo Sơn Hải là để hai thế giới liên hệ với nhau. Ông sống chết canh chừng thông đạo không cho mở là trái với ý trời, tôi khuyên ông vẫn nên mở thông đạo thì hơn, nếu không hôm nay chính là ngày chết của ông. Tuần Bình mập lùn tàn nhẫn nói. Thối lắm, Lôi Đình đột nhiên giận dữ. Giờ phút này ánh mắt của ông ta như lưỡi dao đảo qua người 6 người Trần Thiên Hải. Trong lúc vô tình, Trần Thiên Hải, lão tổ Miêu Trại, Mật Tông, Thanh Thành, cộng thêm hai kẻ đến sau là Thần Tông phòng học lệnh và M. Nguyệt Môn Tuần Bình, 6 người đứng cùng một chỗ, đương nhiên còn phải cộng thêm một Trần Trầm Hương đằng trước, 7 người đứng ở một phía. Đã hình thành đối lập rõ ràng với phía mà tử tiên cầm đầu, chỉ có điều cộng thêm Dương Bách Xuyên và 5 người Chiêm Khánh Nhân chiếm ưu thế số lượng. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn tử tiên lão đầu vô cùng khí phách trầm giọng nói, các người điên cả rồi, từ xưa đến nay bên kia Sơn Hải giới xâm lược trái đất bao nhiêu lần. Lần đó người vừa tới không phải là con dân Hoa Hạ ta gặp nạn sao? Chẳng lẽ các người không biết, hay là đã quên mất, nói cho các người biết. Nếu vì các người mở thông đạo đưa người của Sơn Hải giới đến, dẫn đến việc đại địa Hoa Hạ sinh linh đồ thán, các người chính là tội nhân của Hoa Hạ. Lôi Đình ông bớt nói chuyện giật gân đi, mọi người bên ngoài đều biết người bên kia Sơn Hải giới là ai, là người tu chân, theo đuổi đại đạo, sao lại vô duyên vô cớ giết người. Ông không muốn mở thông đạo còn không phải là để giữ được địa vị anh cả giới võ cổ của Côn Luân ông sao. Cuối cùng Trần Thiên Hải cũng nói ra những lời mấy năm nay ông ta muốn nói. Ha ha, lão phu đánh giá coi ông rồi Trần Thiên Hải. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hôm nay lão phu xem thử các người ai dám mở thông đạo Sơn Hải, cứ việc tới thử xem. Trong lúc Lôi Đình nói chuyện trong tay lóe lên ánh sáng lạnh, xuất hiện một thanh cổ kiếm. Dương Bách Xuyên ở bên cạnh cảm giác được thanh kiếm cổ trong tay Lôi Đình cũng là cấp bậc tiên khí. Đúng vào lúc này, trong tay tất cả mọi người đều lấp lánh ánh sáng, cả đám đều để lộ pháp khí.
Khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc là trong tay những người này đều là tiên khí, khiến Dương Bách Xuyên có cảm giác tiên khí là rau cải trắng. Hai bên đối đầu với nhau. Bên phía Trần Thiên Hải là 6 đại cao thủ hư cảnh, mà bên của Tử Tiên lão đầu bây giờ là 5 người. Có điều ngay khi đại chiến cực kỳ căng thẳng, đột nhiên lão tổ của Miêu Trại tiến lên một bước nói với Tử Tiên lão đầu, Lôi Đình đạo huynh, hôm nay tôi chỉ giết Dương Bách Xuyên, ông đừng ngăn cản, sau khi giết Dương Bách Xuyên tôi vẫn canh chừng thông đạo với ông. Lão tổ của Miêu Trại vừa nói xong, Trần Thiên Hải biến sắc. Ông ta đã kiêng dè Tử Tiên lão đầu, bây giờ 6 đối 1 hoàn toàn có thể trấn áp 5 người bên Tử Tiên lão đầu, lại không ngờ rằng lão tổ Miêu Trại vốn đã nắm chắc lại nói vậy. Anh Miêu, thứ cho tôi không làm được. Tử Tiên lão đầu lập tức từ chối, chuyện bán đứng bạn bè ông ta không làm được. Tốt tốt tốt, hôm nay các người cắt đứt tình cảm như vậy, lão phu nhất định phải giết Dương Bách Xuyên. Lão tổ của Miêu Trại tức tới mức toàn thân run lên. Ông ta vừa nói xong thì đột nhiên tung một chưởng về phía Dương Bách Xuyên. Hừ, ông dám, Tử Tiên lão đầu lập tức hừ lạnh, tiến lên một bước muốn chặn trước mặt Dương Bách Xuyên. Mà giờ phút này Dương Bách Xuyên cảm thấy Tử Tiên lão đầu đã làm tốt lắm rồi, tiếp theo tới lượt anh ra sân. Người ta đã nói muốn giết mình, nếu như không làm chút gì đó thì không phải phong cách của Dương Bách Xuyên anh. Tử Tiên lão đầu, kẻ thù của tôi để tôi giải quyết, ông tránh ra đi. Trong lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện đạp bước mị ảnh cảnh trong thân pháp chỉ xích thiên nhai, lách mình đã đi tới trước mặt Tử Tiên lão đầu, tay phải nắm lại đón một chưởng của lão tổ Miêu Trại. Nếu như định trước không hóa giải được mối thù, người khác cũng muốn giết anh, vậy thì giết đi, xem ai giết ai. Anh bị nhốt trong không gian liên tử hơn 10 năm lĩnh hội cũng không phải là không gặt hái được gì, ngược lại thu được rất nhiều lợi ích, là tổng hợp từ khi anh bắt đầu tu chân đến nay. Việc vận dụng chân khí và pháp thuật thần thông của anh đã cảm ngộ đến đỉnh phong, vì vậy bây giờ Dương Bách Xuyên vô cùng tự tin. Cảnh giới của anh cũng có thể so sánh với võ cổ giả hư cảnh. Dương Bách Xuyên phát hiện ngay khi anh ra quyền chống lại lão tổ Miêu Trại, xung quanh ông ta lại xuất hiện 5 bóng người, mỗi người đều sát ý ngập trời, sát ý hận không thể nghiền anh thành tro. Trong tầm mắt thấy đúng là 5 đại cao thủ Trần Thiên Hải, Mật Tông, Thanh Thành và Thần Tông, M. Nguyệt Môn, vậy mà đồng thời ra tay với anh. Giờ phút này trong lòng Dương Bách Xuyên cười khinh, tốt, mấy lão già đáng chết đều cho rằng anh là quả hồng mềm sao. Ầm ầm. Răng rắc. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên và lão tổ Miêu Trại quyền trưởng đối nhau, tiếng xương cốt đứt gãy nặng nề vang lên. Kèm theo là một tiếng kêu đau của lão tổ Miêu Trại. Hiển nhiên xương cốt đứt gãy là lão tổ của Miêu Trại. Dương Bách Xuyên hiển nhiên vô cùng hài lòng với một đấm này của mình, trực tiếp đánh lão tổ của Miêu Trại gãy xương. Trong phút chốc, lão tổ của Miêu Trại mặt mày đỏ bừng rút lui. Ông ta biết mình đã khinh địch. Thực lực của Dương Bách Xuyên cũng là hư cảnh, thậm chí chân nguyên trong cơ thể anh còn vô cùng hùng hậu. Giết! Cũng ngay trong khoảnh khắc mấy người Trần Thiên Hải ra tay, trong miệng Tử Tiên lão đầu thốt ra một chữ giết, xông vào vòng chiến đấu. Ngay sau đó là Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi và lão tổ Hồ Gia lần lượt ra tay. Tay trái Dương Bách Xuyên lóe lên ánh sáng lạnh, kiếm đầu long xuất hiện, tay phải lại lóe lên hào quang, xiềng xích chó yêu nơi tay. Ánh mắt khóa chặt vào người lão tổ của Miêu Trại. Anh không định cho lão tổ của Miêu Trại cơ hội thở dốc, muốn giết thì triệt để giết. Đối mặt với lão tổ của Miêu Trại lùi về sau, cùng đám người Trần Thiên Hải đánh tới 4 phía, khóe miệng Dương Bách Xuyên khẽ mở thiểm điện bộ. Dương Bách Xuyên nói xong dưới chân khẽ động, cả người biến mất ngay tại chỗ. Lúc anh xuất hiện trở lại đã thoát khỏi vòng vây của mấy người Trần Thiên Hải đi tới phía trước lão tổ của Miêu Trại cách 3 mét. Sau khi Dương Bách Xuyên biến mất thật sự khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ai thấy Dương Bách Xuyên biến mất thế nào, chỉ có thể cho thấy tốc độ của anh đã sắp tới mức mắt thường không bắt được. Giật mình nhất chính là lão tổ của Miêu Trại, thấy Dương Bách Xuyên đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, lão tổ của Miêu Trại đã biết không ổn, lập tức lui nhanh lần nữa. Thế nhưng đúng vào lúc này, lão tổ của Miêu Trại chỉ nghe thấy Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, chói. Chỉ vẻn vẹn một chữ chói, lão tổ của Miêu Trại đã cảm thấy không khí 4 phía đều bị giam cầm, tốc độ của ông ta hoàn toàn dừng lại, nháy mắt phát hiện trên người xuất hiện một sợi xích. Xích chói yêu vô cùng có lợi,
nhờ sư phụ Vân Thiên Tà luyện hóa giúp khiến Dương Bách Xuyên có thể phát huy 3 phần uy lực của tiên khí này. Hơn nữa tầng thứ 2 của chỉ xích thiên nhai công tốc độ tia chớp khiến lão tổ của Miêu Trại căn bản không kịp ứng phó, thoáng cái đã bị xích chói yêu giam cầm. Ngay sau đó kiếm đầu long của Dương Bách Xuyên đã chắn trước mi tâm của lão tổ Miêu Trại. Hàn ý lạnh lẽo trên thân kiếm đầu long khiến lão tổ của Miêu Trại chấn động cả người, đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy cái chết ở gần mình đến thế. Còn đối với Dương Bách Xuyên, chỉ cần anh khẽ động tay là lão tổ của Miêu Trại sẽ xuống suối vàng. Thế nhưng ngay từ đầu anh đã cảm thấy người này không giống Miêu Thánh Thủ. Mặt khác nói từ một góc độ khác thì trên thực tế lão tổ của Miêu Trại xem như anh hùng. Thủ hộ thông đạo Sơn Hải chẳng khác nào thủ hộ Hoa Hạ, chuyện này tương tự mục đích của Hạ Lộ lúc trước, đều là người lặng lẽ trả giá vì Hoa Hạ, người thế này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên kính nể. Xuất kiếm nơi tay, trong lòng anh đã có chút do dự. Cuối cùng có giết lão tổ của Miêu Trại hay không? Có nên giết hay không? Trong lòng Dương Bách Xuyên tự hỏi. Lý trí nói cho anh biết lão tổ của Miêu Trại đáng chết, bởi vì anh giết thánh thủ Miêu Trại và đệ tử Miêu Trại, tương đương với việc có thù lớn với Miêu Trại, hơn nữa bây giờ là lão tổ của Miêu Trại muốn giết anh không giết lão tổ của Miêu Trại thì lão tổ của Miêu Trại sẽ giết ngược lại anh. Thế nhưng nếu giết lão tổ của Miêu Trại, trong lòng của anh cảm thấy không vượt qua được. Chung quy lão tổ của Miêu Trại đã cống hiến cho Hoa Hạ, đám người thế hệ trước bọn họ, trấn thủ thông đạo Sơn Hải, đề phòng tu chân giả của Sơn Hải giới, tương đương với bảo vệ con dân Hoa Hạ. Hơn nữa ngay từ đầu nếu không phải Trần Thiên Hải nói mình giết Miêu Thánh Thủ với lão tổ Miêu Trại thì lão tổ của Miêu Trại vẫn đứng bên phía Tử Tiên lão đầu, là Trần Thiên Hải ly gián khiến lão tổ của Miêu Trại và Tử Tiên lão đầu tan vỡ. Cho dù là một giây trước lão tổ của Miêu Trại còn nói với Tử Tiên lão đầu chỉ cần giết mình thì ông ta vẫn đi theo Tử Tiên lão đầu thủ hộ thông đạo, chỉ tiếc Tử Tiên lão đầu cũng là người trọng tình trọng nghĩa không đồng ý. Người bậc này, Dương Bách Xuyên giết thật sự run tay. Ngay khi kiếm của Dương Bách Xuyên đang khó xử chắn trước mi tâm của lão tổ Miêu Trại, sau lưng truyền đến giọng nói của Tử Tiên lão đầu, nhóc Vân giơ cao đánh khẽ, lão Miêu cũng không xấu. Dương Bách Xuyên nghe Tử Tiên lão đầu nói thì chẳng hiểu sao trong lòng thở phào nhẹ nhõm, giống như đã tìm được cho mình một lý do để tha cho kẻ thù. Ngoài mặt anh hừ lạnh một tiếng, Dương Bách Xuyên thu hồi kiếm đồ long, tiện tay 9 cây ngân châm xuất hiện lập tức đâm vào người lão tổ Miêu Trại, triệt để phong ấn tu vi của ông ta, khiến ông ta mất đi khả năng hành động. Vòng qua ông ta, cũng không để ông ta gây phiền phức cho mình. Dương Bách Xuyên lập tức vẫy tay một cái thu hồi xích chó yêu, lúc anh mới quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đặt trên người Trần Thiên Hải đầu tiên. Khác với lão tổ của Miêu Trại, Dương Bách Xuyên thấy được tham vọng vô tận từ trong ánh mắt của Trần Thiên Hải. Anh biết loại người chết cũng không quay đầu như Trần Thiên Hải một mực muốn mở thông đạo Sơn Hải. Vì vậy người tiếp theo anh chuẩn bị xử lý chính là Trần Thiên Hải. Lúc này kỳ thật ở hiện trường đã rơi vào hỗn chiến. Kể cả mấy người Chiêm Khánh Nhân cũng đã gia nhập chém giết. Chỉ tiếc trong mắt Dương Bách Xuyên tu vi của mấy người Chiêm Khánh Nhân chung quy vẫn kém hơn đám lão quái vật hư cảnh trước mặt một chút. Ban đầu mấy người đã bị ảnh hưởng của những cao thủ này liên lụy, căn bản không giúp được gì. Cao thủ quyết đấu không phải chuyện đùa, bất cần một chút là sẽ bị vạ lây, vì vậy mấy người Chiêm Khánh Nhân đặt mục tiêu trên người Trần Trầm Hương. Đánh không lại già chẳng lẽ còn không xử lý được nhỏ sao? Trong mắt mấy người Chiêm Khánh Nhân Trần Trầm Hương là một kẻ phản bội, vì vậy mấy người bọn họ bắt đầu bao vây tấn công Trần Trầm Hương. Dương Bách Xuyên thấy vậy cũng không để ý tới nữa, dưới chân khẽ động lách mình tới bên cạnh Trần Thiên Hải. Lúc này Trần Thiên Hải đang chém giết với Tử Tiên lão đầu. Trần Thiên Hải không phải đèn cạn dầu, một thân thực lực tu vi cũng sâu không lường được, đánh với Tử Tiên lão đầu là sàn sàn chẳng thể phân rõ, pháp khí trong tay là một thiền trượng màu đỏ máu. Bên trên là bộ xương khô được điêu khắc, từ xa đã tỏa ra hơi thở tà tính. Trong mắt Dương Bách Xuyên vậy mà lại khiến Tử Tiên lão đầu có điều kiêng dè, không dám trực tiếp tiếp xúc chính diện với thiền trượng của Trần Thiên Hải. Vì vậy lúc Dương Bách Xuyên tiếp cận Trần Thiên Hải cũng cẩn thận từng ly từng tí, lúc lách mình đi qua, kiếm đầu long bổ một phát về phía Trần Thiên Hải, một kích thăm dò. Hừ! Khoảnh khắc đó Trần Thiên Hải như có mắt mọc sau đầu hừ lạnh một tiếng.
thiền trượng xương khô màu đỏ trong tay đột nhiên bừng lên ánh sáng máu, không quay đầu lại vung lên với một kiếm sau lưng của Dương Bách Xuyên. Cẩn thận thiền trượng huyết sát của ông ta, Tửu Tiên lão đầu vội vàng nhắc nhở Dương Bách Xuyên một tiếng. Tuy rằng Dương Bách Xuyên đã cảnh giác từ trước nhưng sau khi Trần Thiên Hải chém ra một kích, trong lòng anh vẫn không nhịn được hít vào một hơi. Kiếm đầu long và thiền trượng của Trần Thiên Hải tấn công nhau. Trong phút chốc Dương Bách Xuyên cảm thấy một nguồn lực lớn khiến kiếm đầu long trong tay suýt chút nữa rời tay. Sức mạnh chân nguyên hùng hậu của Trần Thiên Hải có chút nằm ngoài sức tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cảm thấy chân nguyên của Trần Thiên Hải mạnh hơn anh một bậc, sau khi một kích giao nhau, cánh tay của Dương Bách Xuyên run lên. Mà thân kiếm đồ long trong tay bị ánh sáng máu hay tỏa ra từ thiền trượng của Trần Thiên Hải hay sát khí quấn quanh, kiếm đồ long lập tức rung động mãnh liệt. Khí huyết sát trên thiền trượng của Trần Thiên Hải vậy mà có thể áp chế kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long của anh. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên đụng độ với sức mạnh có thể áp chế kiếm khí huyền hoàng, trong lòng anh thật sự hoảng hốt, vội vàng lui về sau thúc giục chân khí trong kiếm đồ long đi xua tan huyết sát. Chuyện khiến trong lòng Dương Bách Xuyên hoảng hốt xuất hiện, anh phát hiện khí huyết sát trên thiền trượng của Trần Thiên Hải như cao da chó, như giòi trong xương bám chặt lấy thân kiếm đồ long, dùng chân khí cũng không thể xua tan. Bây giờ xem như Dương Bách Xuyên đã biết trên đời không có sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ cái gì cũng mang tính tương đối. Trước kia Dương Bách Xuyên cảm thấy kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long vô địch thiên hạ. Không ngờ rằng hôm nay chỉ vẻn vẹn một kích thiền trượng huyết sát của Trần Thiên Hải đã áp chế kiếm khí huyền hoàng. Không phải kiếm khí huyền hoàng mạnh mà là không đụng trúng khắc tinh. Bây giờ thiền trượng huyết sát của Trần Thiên Hải chính là khắc tinh của kiếm đồ long, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nếu như không loại trừ huyết sát, hiển nhiên kiếm đồ long sẽ không phát huy được kiếm khí huyền hoàng, uy lực sẽ giảm mạnh. Trong lúc Dương Bách Xuyên giật mình, Trần Thiên Hải cười khinh. Thuận thế quét ngang một kích nữa. Dương Bách Xuyên cảm nhận được huyết sát trên thiền trượng của Trần Thiên Hải mang theo tiếng quỷ khóc sói tru, khiến cho lòng người không yên, anh không dám đối đầu trực diện với mũi nhọn, sử dụng chỉ xích thiên nhai công né tránh. Hừ! Lúc này trong tiếng hừ lạnh của Tửu Tiên lão đầu, kiếm khí của cổ kiếm trong tay ông ta bùng nổ đánh một kiếm xuống Trần Thiên Hải, dồn ép nó đuổi theo Dương Bách Xuyên đánh. Trần Thiên Hải vẫn rất kiêng dè thủ đoạn của Tửu Tiên lão đầu, ông ta vung vẩy thiền trượng hóa giải một kích của Tửu Tiên lão đầu. Lúc này Tửu Tiên lão đầu và Dương Bách Xuyên đứng cùng một chỗ, nhóc Vân, không sao chứ, cẩn thận thiền trượng huyết sát xương khô máu của Trần lão quái, đừng đối đầu trực diện. Không sao, Dương Bách Xuyên trả lời một tiếng. Được, Trần lão quái giao cho tôi, mấy người các cậu đi bảo vệ thông đạo Sơn Hải cẩn thận. Trong đài sen ba thước ở chính giữa mà mắt trận, để người khác phá hoại. Tửu Tiên lão đầu dặn dò một tiếng. Dương Bách Xuyên nhìn khu vực sau lưng Tửu Tiên lão đầu, chính là trung tâm của toàn bộ đài sen, ngay từ đầu ông ta đã không hề rời khỏi đây, thì ra là đang bảo vệ mắt trận. Tuy rằng nhìn bằng mắt thường không thấy được gì nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có thể cảm nhận được vị trí chính giữa đài sen có linh khí mạnh mẽ dao động. Anh gật đầu nói, ông cẩn thận. Tôi nhất định sẽ bảo vệ nó. Dương Bách Xuyên nói xong thì hét lên với mấy người chiêm khánh nhân, chiêm yêu nghiệt các người tới đây. Mấy người chiêm khánh nhân đang đánh nhau với Trần Trầm Hương bên kia đã vây đánh Trần Trầm Hương đến thổ huyết, có điều lúc này Trần Trầm Hương cũng mạnh, cả người sau khi vận chuyển hùng ma chi cốt thì đã ngăn cản được công kích của chiêm khánh nhân và Mai Thi Dĩnh, Tiểu Hòa Thượng, Hồ Tiên Nhi. Bốn người chiêm khánh nhân nghe thấy Dương Bách Xuyên kêu to thì lập tức tiến lại gần Dương Bách Xuyên. Đúng vào lúc này đột nhiên Trần Thiên Hải giống to, Tuân Bình, ra tay đi. Âm Nguyệt Môn Tuân Bình nghe thấy Trần Thiên Hải kêu to thì đột nhiên một kích đẩy lùi Lâm Lão Tổ đang chém giết với ông ta, trong tay đột nhiên bùng lên ánh sáng đen, vậy mà xuất hiện một lá cờ nhỏ đen kịt. Trong mắt Dương Bách Xuyên, phù văn của lá cờ nhỏ trong tay Tuân Bình rậm rạp, rất quỷ dị. Ngay sau đó ông ta giống to, một ngụm tinh huyết phun lên cờ nhỏ hét to, cờ huyết ma, ánh sáng hóa huyết, khởi. Tửu Tiên lão đầu lập tức thay đổi sắc mặt. Tuân Bình vứt lá cờ nhỏ cầm trong tay lên không trung, một cây cờ nhỏ lập tức biến thành 6636 cây cờ nhỏ, lơ lửng trên đầu đài sen, phù văn lưu chuyển, đúng lúc bao trùm vị trí trung tâm đài sen. Trong nháy mắt toàn bộ đài sen vang lên từng trận sấm, sát khí ngút trời.
sát khí đen kịt liên tục từ 72 cây cờ nhỏ tản ra. Hống 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 hống, ngay sau đó như có hàng trăm hàng ngàn âm thanh từ trong sát khí nồng nặc truyền ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.